trong điều kiện bình thường và hoàn toàn nghỉ ngơi thì bắt đầu thấy dấu hiệu của nhịp nhanh. Huyết áp thì gồm có những loại huyết áp gì? Có hai loại huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu. Rồi tất nhiên trong sinh lý thì các bạn sẽ được học rất nhiều đúng không ạ? Cách tính huyết áp trung bình như thế nào vân vân. Nhưng chúng ta hiểu thì có hai loại mà huyết áp trong mạch mà người ta vẫn quan tâm. Đấy là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Thế huyết áp tâm thu là huyết áp như thế nào và bình thường ở giới hạn bao nhiêu ạ? Trong lúc tạ ôn các bạn có thể dở lại sinh lý các bạn đọc nhé. Đấy là cách mà chúng ta học chứ không ai học một lần mà nhớ ngay, nhưng mà những cái cơ bản mà chúng ta vẫn phải biết. Cô huyết áp bình thường là 120 trên 80. Và 120 trên 80 huyết áp tâm thu là huyết áp như thế nào ạ? Huyết áp tâm thu là huyết áp khi tim co, khi nhĩ co, à khi thất co. À, thế còn huyết áp tâm trương ạ? Huyết tâm trương là khi tim giãn. Khi mà tim giãn hoàn toàn đúng không ạ? Nhá. Thì cái áp lực máu lên lòng mạch nó như thế nào? Đúng không ạ? Thì đấy là và công thức tính huyết áp thì tính như thế nào? Công thức tính huyết áp ạ. Huyết áp thì bằng cái gì? À, bạn nào nhớ được cái công thức tính huyết áp bạn nói cho lớp ạ. Cô huyết áp bằng cung lượng tim nhân với sức cản ngoại biên. Và cung lượng tim nhân sức cản ngoại vi đúng không ạ? À, sức cản ở đây là nói sức cản trên đường đi mà cái của dòng máu mà dòng máu bị cản trở đúng không ạ? Nên người ta nói nhiều đến những cái sau này các bạn có thể thấy những cái co thắt mạch, những cái xơ vữa động mạch vân vân đúng không ạ? Đấy là những cái cản trở trên đường đi. Thế còn cái cung lượng tim là gì? Cung lượng tim là gì ạ? Thể tích tổng máu của thất khi thất co. Lượng máu hay người ta nói một cách khác là lượng máu qua tim đúng không ạ, trong một cái đơn vị thời gian nhất định và được tính trên đơn vị là 1 phút chẳng hạn. Thế thì trung bình người ta thấy 1 phút thì cái lượng máu qua tim là rất lớn, khoảng 5 lít, và cái lượng máu này thì có thể tăng lên rất nhiều lần để đảm bảo cái nhu cầu oxy của cơ thể khi mà cơ thể có nhu cầu oxy tăng cao đúng không ạ. Và cùng với cung lượng tim tăng lên thì cái mà đi cùng với nó đó là nhịp tim thì luôn luôn thích nghi đầu tiên để giúp cho tim đập nhanh hơn đúng không ạ. Thế thì hôm trước ta đã nghiên cứu về sinh lý của hệ thống tuần hoàn và hôm nay thì ta nghiên cứu về bệnh lý của nó. Khi mà hệ thống tuần hoàn có một cái bệnh lý nào đó thì nó thể hiện ra ngoài như thế nào, bằng các triệu chứng nào, và từ đó sau này trên lâm sàng khi chúng ta xong cái phần sinh lý bệnh, xong các phần cơ y cơ sở rồi đúng không ạ, và chúng ta đi ra lâm sàng thì khi ta thấy một dấu hiệu biểu hiện trên một cái bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân có phù màu tím ở ngoại vi chân tay rất là tím, thế thì ta biết ngay à bệnh nhân này là bị suy tim phải. Vậy tại sao ta lại biết được như vậy? Bởi ta hiểu được sinh lý bệnh và cơ chế của nó. Thì chính cái phần sinh lý bệnh nó giải thích cái cơ chế của bệnh khi mà cái cơ quan đó nó hoạt động không bình thường, nó không còn bình thường nữa, nó bị bệnh. Thế còn sinh lý là gì? Là cái chức năng của cơ quan đúng không ạ? Chúng ta học cái chức năng của cơ quan khi mà nó hoạt động trơn tru bình thường. Thế thì hai cái môn học này nó rất liên quan đến nhau nhé. Và trên thực tế thì người ta thấy rằng là các bệnh nhân mà mắc các bệnh lý về tuần hoàn đúng không ạ, thì nó sẽ làm giảm sự nuôi dưỡng của các cái cơ quan trong cơ thể, nên là các cơ quan trong cơ thể thường thường sẽ bị ảnh hưởng do thiếu máu chẳng hạn đúng không ạ, hay là ứ trệ máu chẳng hạn, và nó sẽ dẫn đến sự rối loạn tổn thương của các cơ quan khi mà bệnh lý về tuần hoàn kéo dài. Bởi vậy nên là sau một trường bệnh nhân suy tim chẳng hạn, sau một thời gian rất là dài thì có thể dẫn đến và bệnh nhân lại bị suy những cái cơ quan khác như là thận, như là gan vân vân nhé. Thế thì cái mục tiêu của bài học hôm nay là các bạn nghiên cứu về hệ tuần hoàn, và khi nghiên cứu về hệ thống tuần hoàn thì ta nghiên cứu về cái phần đầu tiên, đấy là về tim. Tim là một cái cơ quan rất là quan trọng đúng không ạ, là một cái máy bơm
Nhưng mà bơm, và đây nó có tính chất hai, nó làm cái máy và nó bơm hai chiều. Một là chiều đẩy, đúng ạ, đẩy máu ra khỏi tim, và chiều thứ hai thì nó bơm hút máu để trả lại cho tim, đúng ạ. Thì bởi vậy người ta gọi nó là một cái máy bơm hai chiều. Và bơm máu thì phải bơm vào đâu để dẫn máu đi, đúng ạ? Đó là hệ thống đường ống của nó, chính là các mạch máu, đúng ạ. Thế thì ta đã học trong vi tuần hoàn rồi, ta biết là cùng cái hệ thống mạch máu đó, nhưng mà khi mà cái dòng máu, các mạch tiểu động mạch, các động mạch lớn chia nhánh rất nhiều lần, và khi chia thành những cái nhánh vô cùng nhỏ bé thì nó sẽ tạo thành các tiểu động mạch, đúng không ạ? Như vậy trong cái hệ thống mạch của chúng ta thì sẽ chia gồm có những nhóm mạch lớn, đúng không ạ, và những cái mạch người ta gọi là những nhóm mạch vi tuần hoàn. Thế thì vi tuần hoàn ta đã nghiên cứu riêng, ta đã tách biệt nó ra để ta nghiên cứu riêng trong phần sinh lý bệnh đại cương rồi. Bởi làm sao, cái tính chất vai trò mà của vi tuần hoàn nó là rất là dễ bị rối loạn, đồng thời khi rối loạn thì lại giữ được rất nhiều máu của cơ thể lại, nó sẽ gây ra rối loạn cho cơ thể. Thế thì người ta tách nó ra để nghiên cứu, để biết rằng là khi có một cái thay đổi rất nhỏ vi tuần hoàn thôi thì cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều. Thế thì sau đó thì chúng ta nghiên cứu về quả về hệ thống tuần hoàn thì ta chỉ nghiên cứu về tim và các mạch máu lớn mà thôi nhá. Thế thì người ta thấy rằng tổng cái lượng máu của cơ thể một cơ thể người chẳng hạn, một người khoảng 60 cân thì có khoảng 5 đến 6 lít máu chẳng hạn. Thế thì người ta thấy rằng khoảng 80% tổng lượng máu, 80 đến 85% là khi bình thường, cơ thể hoạt động bình thường, hệ thống tuần hoàn hoạt động bình thường thì máu phải giữ ở tuần hoàn để đảm bảo được cái cung lượng tim, đúng không ạ, và đảm bảo được, chúng ta biết rồi, huyết áp thì bằng cung lượng tim nhân sức cản ngoại vi. Như vậy khi cung lượng tim ổn định thì huyết áp của bệnh nhân luôn luôn ổn định, đúng không ạ. Nên trên thực tế lâm sàng ta gặp bệnh nhân mà tăng huyết áp chẳng hạn, thế thì tăng huyết áp nó có hai nguyên nhân, hoặc là cung lượng tim tăng, hoặc là sức cản ngoại vi tăng, đúng không ạ. Mà trên thực tế bình thường để mà cung lượng tim tăng có nghĩa là cái số lượng máu đến tim nó nhiều ấy, thì nó thường thường nó phải ảnh hưởng, ví dụ đến, ví dụ như ta truyền nhiều dịch cho bệnh nhân quá, đúng không ạ, hay những cái trường hợp tích nước quá, đúng không ạ. Còn bình thường thì ta thấy rằng là bệnh nhân tăng huyết áp thường là nguyên nhân là phụ thuộc vào yếu tố thứ hai, đó là liên quan đến sức cản ngoại vi, đó là yếu tố mạch máu, đúng không ạ. Thế bởi vậy khi nghiên cứu về tuần hoàn, người ta nghiên cứu về hai cái yếu tố, thứ nhất là tim và thứ hai là mạch, đúng không ạ. Và khi nghiên cứu, ta nghiên cứu về rối loạn của tim cũng như là về rối loạn của mạch. Thế như nãy ta nói là nếu mạch bình thường thì mạch phải giữ được cho cơ thể khoảng 85% tổng cái lượng máu của 6 lít đó, đúng không ạ, thì nó mới đảm bảo được huyết áp duy trì ổn định. Thế thì nhưng mà người ta lại thấy rằng khi ta nghiên cứu về vi tuần hoàn thì ta lại được học rằng là gì ạ, ở mạch vi tuần hoàn trong điều kiện bình thường thì nó luôn luôn đóng mở các mạch vi tuần hoàn theo nhu cầu hoạt động của các cái từng mô, từng tế bào, từng cơ quan, đúng không ạ, và nó sẽ trả lại máu cho tuần hoàn lớn để luôn luôn duy trì cái lượng, đảm bảo cái cung lượng tim. Nhưng nếu như vi tuần hoàn rối loạn thì vì một lý do nào đó nó rối loạn, nó có thể dẫn đến là nó giữ toàn bộ máu của cả cơ thể lại ở vi tuần hoàn, và đến 80 đến 85% tổng lượng máu của cơ thể nếu như có rối loạn vi tuần hoàn thì lại bị giữ hết ở ngoài ngoại vi, các mạch máu nhỏ của vi tuần hoàn. Bởi vậy nên nó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của tim, đúng không ạ. Nó sẽ làm cho toàn mạch máu về mạch máu lớn giảm đi rất nhiều, và máu đổ về tim rất nhiều, rất ít, đúng không ạ, và sẽ làm giảm cái cung lượng tim đi, và từ đó nó sẽ làm tụt huyết áp. Đấy, thì đấy là một vài cái chúng ta lưu ý nhá với cái thay đổi huyết áp. Thì đại cương của bài ta sẽ nghiên cứu một chút về hệ thống tuần hoàn thì các bạn đã được học trong sinh lý rồi nên cô sẽ không nhắc lại nữa, đúng không ạ. Nhưng ta thường biết tính chất vai trò của cái hệ thống tuần hoàn là gì, đúng không ạ. Thì bản chất của mỗi cơ quan nó đang nhận một cái việc khác nhau. Ví dụ như hệ tuần hoàn thì là cái việc mang máu đến cho cơ quan tổ chức, bởi vậy mà nhiệm vụ của nó là sự vận chuyển, cung cấp oxy rồi các chất dinh dưỡng vân vân, trao đổi các chất, đúng không ạ, đến cho tế bào mô cơ quan, đúng không nhỉ. Đồng thời là nó đảm bảo được cái huyết áp, đúng không ạ, ổn định được cho cơ thể, giúp cho các cơ quan nhận được máu tốt. Thế ví dụ như vậy, hay là nói đến chức năng của thận chẳng hạn, đúng không ạ, thì người ta phải nói đến cái chức năng gì, lọc này, chức năng lọc của cầu thận này, chức năng bài tiết tái chức năng tái hấp thu và bài tiết của ống thận, đúng không ạ, ví dụ như vậy
nhá. Thế thì từng cơ quan nó có những cái chức năng khác nhau và các cơ quan đều phải cố gắng để đảm bảo được cái chức năng của mình với cái sự phân công của vị trí của nó trong cơ thể. Mà ở đây ta nói đến vị trí tuần hoàn, đó là tim và các mạch máu lớn, đó là sự cung cấp máu, đúng không ạ? Vận chuyển máu, oxy, chất dinh dưỡng đến các cơ quan và trao đổi các cơ quan với các cơ quan, đúng không ạ? Đây là một cái bảng biểu hiện cái nhịp tim khi mà nó bình thường. Thì nhịp tim dao động từ 70 đến 80 chu kỳ trên một phút, đúng không ạ? Và mỗi chu kỳ thì bao gồm có các giai đoạn, là những giai đoạn như thế nào các bạn còn nhớ trong sinh lý không ạ? Bạn Nhật Lệ, bạn có nhớ các cái chu kỳ của một chu kỳ của tim thì gồm những giai đoạn nào không ạ? Dạ. Một chu kỳ của tim gồm có 3 chu kỳ ạ. À, vâng, đúng, một gồm 3 có giai 3 đoạn. Giai đoạn. 3 giai vâng. đoạn. Ờ gồm có gì? Tâm gì gồm ạ? Nghĩ to, tâm ừ. tâm nhị co 0,1 giây, đúng rồi. Tâm thất co 0,3 giây và chu kỳ giãn chung ạ 0,4 giây ạ. Tâm nhĩ thu, tâm thất thu và tâm trương toàn bộ, đúng không ạ? Nhá, cảm ơn em. Thế thì chúng ta thấy rằng là tim hoạt động như vậy thì tâm nhĩ thu chỉ chiếm có 0,1 giây thôi. Thế tâm nhĩ thì gồm có hai bên. Các bạn vẽ hình quả tim ra chúng ta hình dung. Đây, tôi sẽ chiếu cái hình này để chúng ta hình dung này. Đây. Đây, hình này dễ hơn. Đây các bạn nhìn đúng không ạ? Tim thì có tâm nhĩ và tâm thất. Bốn buồng tim, đúng không? Nhĩ bên này là nhĩ gì đây? Bên trái, bên phải đây ạ? Trái ạ. Đúng rồi, đây là nhĩ trái. Đây là nhĩ phải, đúng không ạ? Đây là thất trái, đây là thất phải, đúng chưa nhỉ? Như vậy thì người ta thấy rằng là bốn cái buồng tim này nó hoạt động như thế nào thì tâm bạn nào tắt cái mic ở phía bạn đi ạ. Tâm nhĩ thu là 0,1 giây, đúng không ạ? Tâm thất thu, đây hai buồng tâm thất đây, thu co bóp lại là 0,3 giây. Và tâm trương toàn bộ có nghĩa là cái tim nó không co bóp, không buồng tim nào co bóp cả, giãn hoàn toàn. Giai đoạn này chiếm 0,4 giây. Như vậy người ta thấy rằng tim là một cái nhà máy hoạt động không ngừng nghỉ cả cuộc đời, đúng không ạ? Nó cứ đập và nó bơm máu, nuôi máu đến khi nào mà cơ thể không cần nó nữa, đúng không ạ? Hay là cách khác là đến khi mà chúng ta không còn tồn tại nữa thì tim nó sẽ thôi hoạt động. Thế thì người ta nói rằng nó hoạt động không ngừng nghỉ như vậy, nhưng mà chúng ta lại thấy rằng là trong mỗi giai đoạn hoạt động như thế thì rõ ràng tim đã tự tìm cách để nghỉ ngơi. Ví dụ tâm nhĩ thu 0,1 giây, đúng không? Sau đó thì nó giãn ra và nó chuyển cái xung động sang để cho tâm thất thu. Thế thì khi mà tâm thất thu 0,3 giây thì rõ ràng là cái tâm nhĩ này đã nghỉ rồi, đúng không ạ? Sau khi tâm thất thu xong thì tâm trương toàn bộ, là toàn bộ quả tim lại được nghỉ thêm nữa, đúng không ạ? Nên là thời gian của cái cơ tim nghỉ nó đảm bảo để cho động mạch vành nuôi dưỡng lại quả tim, cung cấp máu nuôi dưỡng lại quả tim. Đây động mạch vành đây, đúng không ạ? Cung cấp nuôi máu lại toàn bộ cho quả tim, đúng không ạ? Thế thì người ta thấy cái hoạt động tâm nhĩ trái làm nhiệm vụ gì? Đây, tâm nhĩ trái đây. Thứ nhất, đó là tâm nhĩ trái hút máu từ trên phổi xuống tâm nhĩ trái. Được chưa ạ? Nhiệm vụ thứ hai là sau khi mà nhĩ trái
đẩy máu, hút máu từ trên phổi xuống thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất lớn ở buồng tâm nhĩ trái, đúng không ạ? Và cái áp lực máu lớn này đã làm mở cái van, ở đây là van gì ạ? Van T là gì ạ? Van hai lá. Đúng rồi, áp lực này đã làm mở cái van hai lá, là van ngăn cách cách giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái. Khi cái tâm van hai lá mở ra thì máu được dồn từ tâm nhĩ xuống tâm tâm thất. Khi máu về buồng tâm thất trái rất nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực lớn để đóng cái nắp của van hai lá lại. Có nghĩa là lúc này máu nó sẽ chỉ khi cái áp lực đó thì nó vừa đóng cái vát nắp van hai lá, đồng thời nó tiếp tục để mở cái van gì đây? Để đẩy máu xuống động mạch chủ ạ. Gan động mạch chủ ạ. Mở cái van động mạch chủ hay ta còn gọi là van tổ chim, đúng không ạ? Và nó đẩy máu xuống động mạch chủ. Như vậy, khi tâm nhĩ đẩy máu xuống tâm thất thì rõ ràng van hai lá này được mở ra. Còn bình thường van hai lá này không mở nhá. Và khi mà máu dồn xuống tâm thất nhiều thì cái áp lực máu ở tâm thất cũng làm đóng cái van hai lá lại ngay. Như vậy nó đảm bảo là khi mà tâm thất trái bơm máu xuống động mạch chủ thì toàn bộ máu sẽ được bơm xuống mà không bị mất đi đâu cả. Đúng không ạ? Không bị đẩy lại lên trên tâm nhĩ trái. Các bạn hình dung được chưa ạ? Vậy thực tế khi tổn thương cái van hai lá này, hẹp van hai lá chẳng hạn, thì điều gì xảy ra với quả tim? Đây chúng ta đang phân tích luôn về bệnh lý đấy, đúng không ạ? Nhá. Thế thì giờ chúng ta đang hình dung như vậy. Vậy thì khi mà cái van này nó hẹp, van hai lá nó hẹp, thì điều gì xảy ra? Tâm nhĩ trái sau khi hút máu từ trên phổi xuống thì sẽ chứa đầy buồng tâm nhĩ trái. Đúng không ạ? Cái áp lực máu trong buồng tâm nhĩ trái lẽ ra phải làm mở hoàn toàn cái van hai lá ra. Nhưng mà do cấu tạo, do bẩm sinh, đúng không ạ? Do một nguyên nhân nào đó làm cho cái van hai lá này nó bị hẹp. Thì cái lượng máu khi đó nó tâm nhĩ trái không thể đẩy xuống hết được tâm thất. Đúng không? Mà cái lượng máu nó sẽ bị dồn một ít lại ở trên tâm nhĩ trái tùy theo độ hẹp. Nếu hẹp càng nhiều máu bị giữ lại ở nhĩ trái càng nhiều. Có đúng không? Thế thì điều gì sẽ xảy ra với cái thằng tâm thất? Khi máu xuống thất mà hạn chế. Đúng không ạ? Nhá. Thì điều gì sẽ xảy ra? Máu bơm đi nuôi cơ thể cũng ít. Và lát nữa ta sẽ đang nghiên cứu lại về các cái phản xạ. Thì có một cái phản xạ mà liên quan là gì? Khi áp lực ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ mà giảm thì sẽ kích thích cơ thể làm cái gì đó. Thì chúng ta nghiên cứu vậy các phản xạ. Các bạn nếu như sinh lý còn nhớ, phản xạ Murray là gì ạ? Ta ôn lại sinh lý đấy ạ. Phản xạ Murray nói như nào? À các bạn. Bạn nào còn nhớ không ạ? Phản xạ Murray là gì? Người ta nói rằng khi áp lực của máu nhá ở xoang động mạch cảnh đây và cung động mạch chủ là đây bị giảm, đúng không ạ? Thì nó sẽ kích thích vào quả tim và gây tăng cái nhịp tim lên. Nhá, đấy là phản xạ Murray. Thế thì cái phản xạ Murray này nó áp dụng trường hợp gì trong cái trường hợp mà cô vừa phân tích? Các bạn đã học các phản xạ làm tăng nhịp tim chưa? Ở trong sinh lý đã học chưa? Sinh lý các bạn đã học cái này chưa? Bạn Hoàng Phúc ạ. Bạn Hoàng Phúc có ở đấy không ạ? Em đây cô ạ. Vâng. Thế thì các cái phản xạ làm tăng nhịp tim thì bạn đã được học trong sinh lý chưa? Các phản xạ làm tăng nhịp tim À, ví dụ phản xạ Murray nãy cô vừa nói các bạn nghe có quen không? cũng hơi quen 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 nhưng mà không em. nhớ. Vâng ạ. Vâng. Có bạn nào nhớ không ạ? Phản Có bạn xạ nào trong lớp nhớ không ạ? Murray, phản xạ Bembridge. Wainwright, Đúng vâng, rồi. và Phản phản xạ. xạ Alan Smith. Đúng rồi, Alan Smith.
đúng không ạ? Ba cái phản xạ. Thế thì mỗi cái phản xạ nó do tác động bởi một cái cơ chế nhất định thì nó sẽ làm tăng nhịp tim. Như nãy cô nhắc đến phản xạ Murray, thì ở trong phản xạ Murray người ta nói nó là cái gì? Khi cái áp lực máu đến xoang động mạch cảnh này này, động mạch cảnh đây nhá, từ động đây nhá, máu nó bơm từ tâm thất trái này, đúng không ạ? Nó sẽ vào, nó sẽ chia nhánh về động mạch chủ và đưa nhánh lên dưới động mạch cảnh. Thế thì khi máu đến cung động mạch chủ và máu đến xoang động mạch cảnh mà giảm, đúng không ạ nhá, thì nó sẽ tạo cái áp lực máu ở đây giảm. Thì người cứ áp lực máu ở xoang động mạch cảnh giảm hoặc là áp lực máu ở cung động mạch chủ giảm thì nó sẽ kích thích phản xạ Murray và làm tăng cái co bóp của nhịp tim lên và tim sẽ phải tăng co bóp. Như vậy nãy cô phân tích là gì, khi mà van hai lá hẹp chẳng hạn, đúng không ạ? Giả sử như vậy thì nó sẽ làm cho máu đến động mạch cảnh và cung động mạch chủ sẽ ít, đúng không ạ nhá? Và khi đó thì nó sẽ kích thích tăng cái nhịp tim để làm cho tim tăng co bóp, đẩy thêm cái lượng máu mà bị do hẹp nó bị giữ ở cái nhĩ trái và nó không tống xuống được thất trái, thì bây giờ nhịp tim phải tăng lên để mà nhiều nhịp hơn để giúp máu đẩy xuống nhiều hơn, đúng không ạ? Nên chúng ta thấy nếu như bình thường tim các van tim mà bình thường thì rõ ràng hoạt động là trơn tru, máu về rất bao nhiêu máu đến nhĩ trái sẽ dồn hết xuống thất trái. Nhưng nếu như giả sử cái van hai lá mà hẹp thì nãy người ta phân tích đấy, rõ ràng nó đã dẫn đến bệnh lý, đúng không ạ? Và hôm nay ta nghiên cứu là nghiên cứu về cái bệnh lý đó, đúng không nhỉ? Nhá, đấy, qua khái quát qua để các bạn hình dung. Thế ngược lại với cái hẹp thì đó chính là cái hở van, đúng không ạ? Hở một cái van tim nào đó cũng như vậy nhá. Khi mà van tim bị hở thì điều gì sẽ xảy ra? Van hai lá mà hở thì điều gì xảy ra? Đó là khi mà máu, lẽ ra là khi máu dồn từ trong tâm từ trên phổi, đúng không ạ? Máu được hút xuống tâm nhĩ trái, đúng không ạ? Đây, máu từ phổi đây xuống tâm nhĩ trái đây, đúng không nhỉ? Thế thì khi mà máu về nhĩ trái thì dưới cái áp lực của máu trong buồng nhĩ trái sẽ làm mở van hai lá. Nhưng mà đây bệnh nhân này van hai lá bị hở sẵn rồi, đúng không ạ? Nên khi mà thấy rằng là máu nó xuống từ van hai lá, nó phải xuống xuống thất trái, đúng không ạ? Qua cái van hai lá này máu phải từ nhĩ trái dồn xuống thất trái. Thế thì khi thất trái co bóp thì đáng nhẽ ra toàn bộ máu ở trong thất trái nó sẽ phải là gì, nằm nguyên xi trong buồng thất trái cơ, đúng nhỉ? Để khi tâm thất trái co bóp một cái là máu nó sẽ tống xuống động mạch trạng cảnh ngay, đúng không ạ? Đưa lên trên não qua động mạch qua động mạch cảnh, cũng như là đẩy máu xuống động mạch chủ để nuôi nuôi cơ thể ngay. Nhưng mà bây giờ khi mà cái van này nó hở thì cái tâm thất trái này co bóp vào, đúng không ạ? Thì một lượng máu đẩy xuống đây, nhưng ngược lại một lượng máu lại bị đẩy ngược lại lên trên tâm nhĩ, đúng không ạ? Lên trên tâm nhĩ trái, đúng không ạ? Và như vậy nó lại làm tăng, đáng nhẽ nhĩ trái lúc này sau khi co bóp thì được nghỉ ngơi rồi, để cho cái thằng thất trái hoạt động, đúng không ạ? Để bơm máu xuống nuôi cơ thể. Nhưng bây giờ do va hở với van nên là một lượng máu lại giữ ở trên nhĩ trái, đúng không ạ? Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái lượng máu mà đi vào động mạch chủ sẽ ít hơn, có đúng không? Và khi máu vào động mạch chủ ít hơn thì máu đi nuôi cơ thể cũng ít hơn, đúng không ạ? Và có một cái phản xạ liên quan, nó sẽ ảnh hưởng là khi máu đến nuôi cơ thể ít hơn thì các cơ quan nó sẽ báo là tôi bị thiếu oxy, đúng không ạ? Và khi đó lập tức là các cơ quan sẽ báo lên trên đầu não là chỉ đạo cái hệ tuần hoàn này phải làm nào để cho tôi đủ oxy đi. Vì làm sao? Tuần hoàn là cung cấp oxy nuôi cơ thể, đúng không ạ? Nên nó kêu đầu tiên thì cơ thể đòi hỏi cái thằng tuần hoàn đã. Sau này các bạn sẽ thấy các bệnh lý làm cho cơ thể thiếu máu không chỉ mỗi tim đâu nhé, còn rất nhiều các bệnh lý khác dẫn đến làm cho mô tế bào thiếu máu. Nhưng mà khổ nỗi là gì, cái cơ thể của chúng ta, não bộ chúng ta chỉ huy là gì, cứ cơ thể thiếu máu thì tôi nã cái thằng tuần hoàn trước và tôi không cần biết nguyên nhân tại sao. Bởi vậy mà cái thằng tuần hoàn là cái thằng chịu áp lực rất lớn, nên là sau này suy các cái cơ quan khác thì thằng tuần hoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, thì chúng ta hình dung như vậy. Thế sau khi mà máu đến nuôi các cơ quan tổ chức xong, đúng không ạ? Thì máu sẽ được gom về, trả về tim phải qua gì ạ? Máu sẽ gom từ các tĩnh mạch lớn, đúng không nhỉ? Và đổ máu trả lại cho tim phải, trả lại cho tim nhĩ phải, đúng không ạ? Sau đó nhĩ phải đưa máu lên, à xin lỗi, nhĩ trái, tôi nói đúng rồi, nhĩ bên phải, đúng rồi. Đúng không ạ? Đây, nhĩ bên phải đây, đúng không nhỉ? Sau đó thì máu sẽ được đưa lên trên phổi,
đúng ạ, để trao đổi oxy với cả cơ quan tổ chức, đúng ạ, và sau đó máu lại được gì, hút trở lại tâm nhĩ trái, thế là hết một vòng tuần hoàn. Như vậy nhĩ trái thì làm nhiệm vụ gì? Nhĩ trái là làm nhiệm vụ hút máu từ phổi về, thì nhĩ phải lại làm một cái nhiệm vụ là hút máu từ đâu về? Nhĩ trái thì hút máu từ phổi về. À, thì nhĩ phải sẽ phải đi hút máu từ các cơ quan về, đúng không ạ? Thắt trái thì bơm máu vào đâu? Đi nuôi cơ thể, đúng không? Vào động mạch chủ hoặc động mạch cảnh để đi nuôi cơ thể. Thì thất phải bơm máu vào đâu? Vào động mạch phổi. À, vào động mạch phổi để lên trao đổi oxy với cơ quan tổ chức đây, đúng không ạ? Nhá. Đấy là cái vai trò của từng cái buồng tim một, đúng không ạ? Đấy, đấy chúng ta hình dung nhá. Như vậy chúng ta cái nghiên cứu đầu tiên, cái việc nhắc nhở các bạn đầu tiên đó là về gì? Cái hoạt động của quả tim, đúng không ạ? Thế thì người ta thấy rằng để mà đảm bảo một cái vòng tuần hoàn như vậy thì nó mất 0,8 giây, đúng không ạ? Trong 0,8 giây đó thì cái thì mà tâm nhĩ co nó chỉ chiếm có 0,1 giây thôi, tâm thất co chiếm 0,3 giây, đúng không ạ? Và tâm trương toàn bộ thì nó chiếm đến 0,4 giây, đúng không ạ? Nhưng người ta thấy rằng đấy là trong điều kiện bình thường. Còn khi nhu cầu oxy của cơ thể tăng cao, ở đây có mấy vấn đề xảy ra hoặc là sinh lý bình thường, đó là khi chúng ta tăng vận động, đúng không ạ? Hay là khi mà chúng ta có một cái lý do nào đó làm nhu cầu cần phải trao đổi oxy nhiều hơn, thì lập tức cái nhịp tim sẽ tăng lên. Tăng lên có thể gấp 2 đến gấp 3 lần. Cái khả năng chịu đựng của quả tim nó khủng khiếp như vậy. Bình thường nó có thể đập 70 lần trên một lần. Nhưng khi mà có nhu cầu oxy của cơ thể tăng cao, thì nhịp tim có thể tăng đến 140, có thể tăng đến 180 chu kỳ trên một phút. Đấy nhá. Nhưng cái này là nhưng cái gì? Ở người bình thường như chúng ta, ít vận động như như cô với các em, thì để mà nhịp tim nâng lên 140 hoặc 180 thì lúc đó ta đã khó thở vô cùng và có thể bị đột quỵ mất rồi. Nguyên nhân là bởi sao? Khi mà nhịp tim tăng cao lên, nhịp tim càng tăng nhiều, đúng không? Thì cái thời gian nghỉ của tim là thời gian tâm trương sẽ càng phải rút ngắn lại, đúng không ạ? Mà người ta tính rồi, tim nó tự tính cho nó rồi. Nó phải nghỉ đủ cái thời gian tâm trương là 0,4 giây để toàn bộ cơ tim được nuôi dưỡng, nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ ta lại thấy rằng là gì? Vì một lý do đó nhịp tim nó cứ tăng lên và nó không giảm, đúng không ạ? Nó vẫn tăng lên 120, 130, 140, đúng không ạ? Có thể tăng nhiều hơn. Thì lúc đó nhá, cơ thể của chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Quả tim nó quá sức chịu đựng, đúng không ạ? Nó không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và máu nuôi cho tế bào cơ tim không đủ, đúng không? Và khi máu nuôi tế bào cơ tim không đủ thì sẽ dẫn đến tình trạng là quả tim sẽ bị thiếu máu, đúng không ạ? Nhá, ngày hôm trong vi tuần hoàn ta lại nghiên cứu rồi, thiếu máu có những cái thiếu máu tại chỗ, đúng không ạ? Khi mà cái nhịp tim mà tăng quá cao và thiếu máu đến một mức độ quá mức làm cho quả tim nó không được cung cấp đủ oxy, nó dẫn đến hoại tử thì nó dẫn đến nhồi máu cơ tim. Đấy, đấy là một vài cái mà chúng ta hết sức lưu ý. Nên là trên thực tế khi mà chúng ta ví dụ các bạn phải chạy chẳng hạn, thì các bạn chỉ đạt được cái ngưỡng nhất định là các bạn phải theo từng cái khả năng thích nghi của từng cơ thể là các bạn phải nghỉ rồi. Nghỉ để đảm bảo cái gì? Bạn không chạy, đang chạy tốc độ cao, bạn phải giảm tốc độ lại, có thể là giảm dần dần, chậm lại dần, đúng không ạ? Để làm gì? Để cho cái quả tim nó được nghỉ nhiều hơn, cái thời gian tâm trương nhiều hơn, nó được nuôi dưỡng nhiều hơn. Nếu không thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gì? Có thể là trong lúc chạy đột quỵ ngay do thiếu máu cơ tim nếu cố quá, đúng không ạ? Nhá, thì đấy là cái mà hết sức lưu ý. Và cái việc nhịp tim tăng được lên bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái sự tập luyện. Ví dụ những cái vận động viên chuyên nghiệp chẳng hạn thì họ có thể đưa cái nhịp tim lên 130, 140, 150 trong cái thời quãng thời gian dài hơn chúng ta rất nhiều mà người ta vẫn đáp ứng, vẫn chịu được. Nhưng mà chúng ta bây giờ bảo các bạn chạy một vòng, đúng không ạ? Bạn nào đang ngồi học bây giờ bảo các bạn chạy 100m thật nhanh, sau đó phải quay lại bàn học và ngồi học tiếp ngay, thì bạn sẽ thấy rằng là mình rất mệt, đúng không ạ? Về nơi như kiểu khó thở, đúng không ạ? Nhưng một bệnh nhân bị thì khó thở ấy, đúng không ạ? Đấy là do gì? Đấy là do chúng ta ít vận động, đúng không nhỉ? Thì cái khả năng thích nghi của tim nó sẽ kém hơn những người khác. Cái thứ hai là gì? Người ta tính là cái lượng máu bơm ra khỏi tim trong một phút, trong một nhịp nó rơi vào khoảng độ 60 đến 70 ml
nên ta mới tính là gì ạ, trong một phút đúng không ạ, ta nhân với số lượng lên thì ta sẽ thấy rằng nó khô rơi vào khoảng độ bao nhiêu, 5 đến 6 lít máu trong một phút với cái cung lượng tim đúng không ạ. Thì đấy là về cái hoạt động của tim nhá. Thế thì khi hôm nay ta nghiên cứu về tuần hoàn thì ta sẽ nghiên cứu về tim và các mạch máu, nhưng ở đây là ta nghiên cứu về sinh lý bệnh đúng không ạ, thì ta sẽ nghiên cứu về suy tuần hoàn thì sẽ ta sẽ nghiên cứu về hai cái. Thứ nhất là suy tim và thứ hai ta nghiên cứu đó là về suy mạch đúng ạ nhá, suy mạch. Thế thì cái khái niệm chung về suy tuần hoàn là gì? Thì người ta thấy suy tuần hoàn là tình trạng bệnh lý trong đó hệ thống tuần hoàn không còn khả năng cung cấp cho cơ thể lượng máu theo nhu cầu của cơ thể, dẫn đến rối loạn trao đổi chất giữa tế bào và máu, thì người ta gọi đấy là suy tuần hoàn. Và như nãy ta nói, suy tuần hoàn có thể là suy tuần hoàn do tim nhá, có thể là suy tuần hoàn do mạch, nhưng mà có thể là bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, tim chẳng sao cả, mạch chẳng sao, nhưng mà cơ quan khác lại bị ảnh hưởng, thận suy cơ hay là gan suy cơ nhá, vân vân, thì cuối cùng nó cũng làm cho tim bị suy. Đấy, như vậy cái suy nguyên nhân mà dẫn đến tổn thương của hệ tuần hoàn có thể là bệnh lý tại hệ thống tuần hoàn như tim hay là mạch, hoặc cũng có thể bệnh lý tại cái cơ quan khác. Đấy, người ta nói đấy là cái nguyên nhân dẫn đến suy tuần hoàn nhá. Thế thì trong giới hạn của bài hôm nay là ta nghiên cứu về suy tuần hoàn do tim và do mạch, còn nguyên nhân ngoài tuần hoàn thì khi vào từng cơ quan chúng ta sẽ nghiên cứu. Đúng không ạ? Ngoài tuần hoàn này có thể là bệnh lý gan, có thể bệnh lý thận, có thể bệnh lý của cơ quan hô hấp, có thể bệnh lý cơ quan tạo máu, vân vân. Đúng không ạ? Rất nhiều các cái bệnh lý các cơ quan khác, hay đơn giản hơn chỉ có đơn giản là bệnh nhân mất nước chẳng hạn, rối loạn nước điện giải cũng có thể dẫn đến tổn thương suy tim, suy tuần hoàn. Đúng không ạ? Rối loạn cân bằng axit bazơ cũng có thể dẫn đến suy tuần hoàn. Như vậy cái hệ tuần tuần hoàn này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cái cơ quan khác. Đúng không ạ? Đấy là ta đã ôn về tuần hoàn. Thế còn về tim thì như thế nào nhá? Thế thì khi suy tim thì sẽ ảnh hưởng như thế nào khi ta nghiên cứu? Thế thì trước khi nghiên cứu về suy tim và suy tuần hoàn thì ta hãy nghiên cứu về cái khả năng thích nghi của quả tim, xem là tim bình thường thích nghi như thế nào. Thì người ta thấy rằng là đây là cái cấu tạo của quả tim và hệ thống bao bọc xung quanh cái quả tim này để nuôi dưỡng cái tế bào cơ tim. Chúng ta thấy tim hoạt động rất là áp lực cao nên là cái oxy đến tim phải cần rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vậy nên người ta thấy rằng là khi nghỉ ngơi thì người ta thấy rằng là tim khai thác khoảng 70-75 tổng lượng oxy mà động mạch vành mang đến. Thế giả sử trên lâm sàng cái động mạch vành này bị hẹp hay là bị một lý do nào đó, bị một cục máu đông này hay bị mảng xơ vữa, đúng không ạ? Nó bịt, nó làm cho cái động mạch vành này hẹp thì cái mạch vành nó sẽ bị giảm oxy, giảm lượng oxy đến, đúng không ạ? Và cơ tim sẽ luôn luôn bị thiếu máu, đúng không nhỉ? Đấy, trên lâm sàng hay xảy ra tình huống đó. Nên có những cái trường hợp những cái cục máu đông ở đâu chẳng may đến và bịt luôn vào cái động mạch vành thì nó sẽ làm cho toàn bộ cái quả tim sẽ không được nuôi dưỡng đầy đủ nữa và toàn bộ tế bào cơ tim sẽ bị hoại tử và dẫn đến nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Và trên lâm sàng rất hay gặp những trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp cứu, đúng không ạ? Và khi mà vào viện thì bác sĩ gặp được những cái cục máu đông rất to, đúng không ạ, ở các cái động mạch vành. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Thế thì bình thường thì tim nó hoạt động như nãy ta nói là có tính chất chu kỳ, đúng không ạ? Và được nuôi dưỡng tim là bởi hệ thống mạch vành. Nhưng mà đặc điểm của cái hệ thống mạch vành này sẽ có một cái đặc điểm mà như thế này. Sau này các bạn sẽ thấy một số bệnh nhân, cái tim của bệnh nhân nó cứ to dần lên qua thời gian do bệnh lý của tim chẳng hạn. Chắc mọi ta sẽ phân tích. Nhưng khi mà tim to lên thì toàn bộ cái mạch máu mà nuôi tim này nó cũng sẽ không ôm trọn được hết, tức là nó không tăng sinh lên. Và vì thế nên là càng bệnh nhân tim càng to thì cái tế bào cơ tim về cơ bản là nếu như khi mà to quá mức của cái chịu đựng của các mạch máu này thì các mạch máu sẽ không cung cấp đủ máu để nuôi tim nữa. Và lúc đó bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu cơ tim liên tục. Thế thì ta sẽ nghiên cứu về cái khả năng thích nghi của quả tim. Thế thì như nãy cô nói rằng là gì ạ? Trong mọi cái hoạt động
Thì khi nhu cầu cơ thể của chúng ta cần oxy thì cái tim là cái thằng mà phải vận động đầu tiên, thích nghi đầu tiên để đảm bảo cơ thể không cần biết do cơ quan nào gây ra thiếu máu. Chỉ cần biết là tôi đang bị thiếu máu đây, cơ tế bào cơ quan nó báo như vậy thì lập tức là nó cơ thể sẽ bắt quả tim này phải hoạt động. Thế thì cái biển phản xạ đầu tiên mà giúp cho tim tăng đưa máu đến các cơ quan đấy chính là biện pháp tăng nhịp. Nhưng người ta nói rằng biện pháp tăng nhịp là biện pháp xảy ra sớm nhất nhá, kịp thời nhất để giúp cho quả tim có thể thích nghi được với việc bơm máu nuôi cơ thể, đảm bảo được cái nhiệm vụ của quả tim. Thế thì nó tăng nhịp dựa vào ba cái phản xạ sau. Các bạn nhìn, thứ nhất là phản xạ Murray như nãy ta phân tích ví dụ đúng không ạ nhá, đó là khi áp lực ở cái xoang cảnh, xoang động mạch cảnh cũng như là xoang cung động ở cung động mạch chủ bị giảm đi thì nó sẽ gây kích thích và phản xạ Murray và sẽ tăng cái nhịp tim lên và làm cho tim bệnh nhân đập nhanh hơn, bất kể chúng ta cũng thế, trong sinh lý của chúng ta cũng thế nhá. Đó, cái thứ hai đó là phản xạ Benbridge, đó là khi mà nhĩ phải tăng cái áp lực tim về buồng nhĩ phải. Đây, tôi lấy ví dụ đây. Nhĩ phải đây, đúng không ạ? Và phản xạ Benbridge nó nói là gì? Khi mà buồng nhĩ phải bị tăng cái áp lực máu về đây thì nó sẽ gây ra phản xạ Benbridge và gây ra tăng cái nhịp tim lên. Đấy, đấy là phản xạ thứ hai. Cái phản xạ thứ ba đó là phản xạ về như nãy các bạn đã nói, đó là phản xạ về alarm Smith đúng không ạ? Thì phản xạ alarm Smith là gì? Khi mà cơ tim bị thiếu oxy thì lập tức là cơ tim sẽ tăng nhịp để tự bảo vệ chính mình đúng không ạ? Để đẩy máu đến tim nhanh hơn, để máu đến mạch vành nhiều hơn để nuôi đến chính mình đúng không ạ? Và đấy là ba cái phản xạ. Thế thì cái bạn phản xạ thích nghi đầu tiên của tim đấy chính là tăng nhịp tim nhá. Trong mọi hoàn cảnh từ sinh lý đến bệnh lý thì mọi hoàn cảnh cái tim biện pháp tăng nhịp là biện pháp thích nghi đầu tiên và có cơ chế thần kinh thông qua ba cái phản xạ như nãy ta nói nên nó đáp ứng được ngay cái nhu cầu của cơ thể. Và như vậy cái ưu điểm của cái tăng nhịp tim nó giúp cho cái quả tim bơm được ngay máu đến cơ thể đúng không ạ, cung cấp ngay một số lượng lớn máu đến cơ thể theo cái nhu cầu của cơ thể, nên các bạn chạy càng nhanh thì tim của các bạn đập càng nhanh, lúc đó oxy đang thiếu rất nhiều đúng không ạ. Nhưng nhược điểm của tăng nhịp như nãy cô phân tích thì tăng nhịp sẽ làm cho cái thời gian nghỉ ngơi của quả tim ngắn lại, thì tâm trương ngắn lại và như vậy thì sẽ làm cho động mạch vành chưa kịp nuôi dưỡng quả tim thì nó đã hết cái thời gian nghỉ rồi. Ví dụ bây giờ ví dụ các bạn hình dung là nhịp tim bình thường 70 chu kỳ một phút, bây giờ lên 100 chu kỳ một phút thì rõ ràng cái thì tâm trương không thể còn 0,4 giây nữa mà nó bị rút ngắn lại đúng không ạ. Và như thế thì tim sẽ ít có thời gian để mà đảm bảo được là tuần hoàn, cung cấp được oxy cho quả tế bào cơ tim đúng không ạ. Nếu như tình trạng tăng nhịp này cứ kéo dài suốt thì sẽ dẫn đến tình trạng là tim sẽ bị thiếu nuôi dưỡng đúng không ạ, và tế bào cơ tim sẽ bị thiếu oxy. Mà nãy ta lại biết cái phản xạ alarm Smith là gì, cơ tim càng thiếu oxy thì lại càng tăng nhịp tim lên và nhịp tim càng tăng lên thì lại càng làm thiếu oxy nhiều hơn đúng không ạ nhá, và nó tạo thành cái vòng xoắn bệnh lý như vậy. Vậy thì trong trường hợp này ta phải tìm nguyên nhân của bệnh nhân là nguyên nhân gì làm cho cái nhịp tăng lên, ta xử lý cái nguyên nhân đó thì lúc đó cái nhịp tim nó mới giảm xuống được đúng không ạ. Còn nếu như mà cứ để nhịp tim tăng liên tục như vậy thì ta hình dung một cái tế bào tim nó cũng như tế bào khác thôi đúng không ạ, khi mà nó phải cần dầu oxy, dầu điện giải, dầu nước đúng không nhỉ, để nó chuyển hóa. Thế thì khi mà tế bào cơ tim bị thiếu oxy nó sẽ sinh ra chuyển hóa yếm khí ngay lập tức, thiếu oxy đúng không ạ, thì nó sẽ sinh ra chuyển hóa yếm khí. Mà các bạn biết rồi, khi chuyển hóa yếm khí thì sẽ tạo ra rất nhiều các cái trung gian, chất trung gian hóa học đúng không ạ, đặc biệt các cái chất này nó lại tác động vào tế bào cơ tim đúng không ạ, và nó làm tổn thương cái tế bào cơ tim và cuối cùng nó sẽ dẫn đến, có thể dẫn đến gì, hoại tử về cơ tim nếu như mà không được nuôi dưỡng đúng không ạ nhá. Thì đấy là cái mà tăng nhịp. Bởi vậy nên trên thực tế bệnh nhân bây giờ nếu như mà cứ tăng nhịp không phải chỉ một vài phút như các bạn chạy đâu,
hay là những cái người mà rèn luyện cao, họ có thể chạy liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì tim nó vẫn đảm bảo thích nghi khi mà họ tập luyện như vậy, dần dần tim thích nghi được. Nhưng mà họ cũng phải gì, trong quá trình chạy thì cũng phải có lúc chạy nhanh, có lúc chạy chậm, đúng không ạ? Để đảm bảo được là có lúc mệt quá thì tim nó vẫn phải giảm tốc độ lại, để làm sao nó có đủ thời gian để mà nuôi dưỡng tế bào cơ tim. Nhưng nếu như ở bệnh nhân, nếu như cái nhịp tim của bệnh nhân thì ta có yêu cầu cái nhịp tim của bệnh nhân là đang 130 nhịp, ta bảo nhiều quá, tăng nhanh quá, thôi bệnh nhân nghỉ đi để cái nhịp tim nó giảm xuống. Nhưng trên thực tế thì ta không thể điều chỉnh được cái điều đó, ta không thể chỉ huy được bằng ý thức được, đúng không ạ? Bởi vì do cái lý do như nãy ta nói là có thể là do thiếu máu, hẹp van hai lá chẳng hạn, đúng không ạ? Và làm cho cái hẹp càng nhiều, đúng không ạ? Thì cái máu nó xuống tâm thất trái càng ít, và như vậy thì cơ thể càng thiếu máu, đúng không ạ? Và như vậy thì nhịp tim càng phải tăng nhiều hơn, đúng không ạ? Và như vậy ta muốn giảm cái nhịp lúc đó thì bắt buộc ta phải can thiệp, phải nong hay là phải thay van hai lá đi, đúng không ạ? Để cho nó hết hẹp đi, đúng không ạ? Thì lúc đó ta mới giải quyết được cái nguyên nhân nhá. Nên trên thực tế khi mà tăng nhịp kéo dài thì nguy cơ dẫn đến tổn thương, dẫn đến suy tim, dẫn đến đột quỵ rất cao, và tim không cho phép điều đó. Vì nếu như mà tim mà dẫn đến đột quỵ, nếu như thì tăng nhịp quá mà dẫn đến đột quỵ thì coi như là xong rồi, vì tim mà hỏng thì cả cơ thể sẽ không được nuôi dưỡng nữa. Nên tim phải tìm một cái biện pháp thích nghi. Bên cạnh cái biện pháp tăng nhịp này thì tim bắt đầu thích nghi bằng một cái biện pháp thứ hai, đó là tim phải giãn ra. Giãn cái tim ra. Giãn tim là gì? Là cái tế bào cơ tim nó dài hơn ra. Để làm gì? Để cái buồng tim chứa được nhiều máu hơn. Và với cái định luật mà Frank Starling, cái này trong trong sinh lý học rồi, thì sợi cơ tim càng dài ra thì nó sẽ co lại với áp lực càng mạnh hơn. Và khi đó nó sẽ giúp, thứ nhất là gì, chứa được máu trong buồng tim nhiều hơn. Thứ hai, nó sẽ làm tạo một cái áp lực bơm máu mạnh hơn, và như vậy nó đảm bảo cái việc cung cấp máu nuôi dưỡng cho tim. Quay lại đây để ta mô tả cái giãn tim này để cho các bạn hình dung. Cô lấy ví dụ như thế này. Giả sử một bệnh nhân bị tăng huyết áp lâu năm. Thế thì huyết áp ở lúc nào cũng tăng cao. Nãy ta nói huyết áp tâm thu là huyết áp gì ạ? Của tim, khi tim gì? Co bóp, đúng không ạ? Thế thì khi mà huyết áp tăng cao, giả sử không còn là 120 trên 80 như nãy các bạn nói nữa, mà bây giờ tăng lên, cái huyết áp tâm thu nó tăng lên tận thành 180 chu kỳ trên 1 phút chẳng hạn. Và cái hiện tượng tăng này nó cứ diễn hết năm này đến năm khác, thì điều gì xảy ra với quả tim? Thì nếu như bệnh nhân không dùng thuốc hạ áp, thì ta thấy rằng là khi mà áp lực máu tăng thì cái tim bơm máu về cái động mạch cảnh, đúng không ạ, phải tăng áp lực lên rất nhiều để thắng cái áp lực máu mà rất cao, huyết áp rất cao ở trong động mạch chủ, đúng không ạ? Và muốn như vậy thì cái áp lực của buồng tim trái phải tăng hơn rất nhiều để đẩy máu về động mạch chủ. Nếu không thì máu nó không vào được động mạch chủ, thì động mạch chủ lại kích hoạt cái phản xạ, đúng không ạ, Murray, đúng không ạ? Và sẽ gây ra tăng nhịp tim ngay. Nên là gì ạ? Và cơ quan cũng bị thiếu oxy ngay. Nên là lập tức là gì ạ? Cái tim trái thất trái này phải cố gắng để mà gồng mình lên, để mà thắng được cái huyết áp rất là cao ở mạch để đẩy máu xuống được. Và cứ hết năm này đến năm khác. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi đó đầu tiên, phản xạ đầu tiên, chúng ta đo nhịp tim sẽ thấy bệnh nhân nhịp tim này lúc nào cũng tăng cao hơn bình thường, trên 90 chu kỳ trên 1 phút. Đó là gì? Lúc này tim đang phải gắng sức để thắng được cái áp lực huyết áp, đúng không ạ? Thế còn sau đó nếu như mà cứ tăng liên tục mãi như vậy mà cơ quan vẫn không đủ oxy thì tim không thể thích nghi bằng tăng nhịp mãi được, nãy đã phân tích rồi, đúng không ạ? Nó sẽ dẫn đến suy tim nhanh và hoại tử tế bào cơ tim mất, nên tim phải giãn ra. Thế thì cái giãn của cái tim lúc đó thì cái buồng tim nào sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên đối với một trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp tối đa? Theo bạn? Thất trái. Chính xác. Thất trái sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, bởi thất trái là cái thằng để mà giúp bơm máu xuống thì động mạch chủ, các bạn hình dung không ạ? Nhá. Nên là trong trường hợp đó, trên lâm sàng các bạn có thể điện tim này, các bạn có thể siêu âm tim và thấy cái buồng thất trái của bệnh nhân nó không còn bình thường nữa, mà lúc này nó giãn ra, nó dày hơn rất nhiều. Đó, thì đấy là nó biểu hiện là tim của bệnh nhân qua 5 tháng phải chịu đựng một cái huyết áp rất cao, đã phải thích nghi bằng cái biện pháp thứ hai là biện pháp giãn cái quả tim ra. Như vậy khi trên lâm sàng nhìn thấy một bệnh nhân mà tim giãn ra,
to hơn bình thường, người ta gọi là dày thất trái. Ví dụ như vậy thì có nghĩa là bệnh nhân này đã phải chịu một cái áp lực trong một khoảng thời gian rất là dài rồi. Chứ còn khi các bạn đang chạy, ví dụ các bạn đang có một cuộc thi chạy và các bạn bảo là gì, ôi mình đang muốn chạy thật nhanh nhưng mà cái nhịp tim tăng quá rồi và nếu mà tăng nữa thì mình sẽ đột quỵ mất vì thiếu máu oxy đến nuôi cơ tim mất, đúng không ạ? Mình sẽ đột quỵ mất. Thôi bây giờ mình chỉ huy quả tim giãn rộng ra, bởi vì là khi giãn ra như vậy thì máu nó chứa trong buồng tim nhiều hơn, máu bơm xuống động mạch nhiều hơn, đúng không ạ? Nó sẽ giảm được cái tần số tim xuống, có nghĩa nhịp tim sẽ giảm được xuống. Nhưng các bạn có chỉ huy được cái tim giãn ra như thế không? Đúng không ạ? Không thể chỉ huy tim giãn ra ngay được. Đúng không nhỉ? Là vì như vậy. Nhưng ở những cái vận động viên chuyên nghiệp, hàng ngày này qua ngày khác họ rèn luyện, năm này qua năm khác, đúng không ạ? Thì ở họ có thể cái thất trái cũng dày hơn bình thường so với những người bình thường. Nhưng đó hoàn toàn là sinh lý bình thường trong cái khả năng đáp ứng của quả tim, chứ đó không phải bệnh lý như nãy cô phân tích trong trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp kéo dài. Như vậy trên lâm sàng các bạn phải phân biệt giữa tình huống sinh lý và một cái trường hợp dày do bệnh lý nhá, để chúng ta hình dung. Đó. Buổi sau khi các bạn nghiên cứu về bệnh lý, về 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 triệu chứng của nội, các bạn sẽ được các thầy cô phân tích rất là kỹ hơn về cái phần này. Thì đấy là về cái hoạt động của tim. Thích nghi thứ hai đó là hiện tượng giãn tim. Vậy ưu điểm của hiện tượng giãn tim này là gì? Là lượng máu ở trong buồng tim sẽ tăng cao rất nhiều, từ đó thì nó sẽ giúp giảm được cái nhịp tim xuống. Và người ta thấy rằng là một bệnh nhân mà ở cơ thể hoặc là một người nào đó ở cơ thể kết hợp được cả hai biện pháp, cả biện pháp tăng nhịp, cả biện pháp giãn nhịp, thì cái lượng máu đến từ tim bơm ra nó sẽ tăng được từ 6 đến 10 lần trên một phút. Nên là một vận động viên chẳng hạn, ta thấy cái điều đó rất rõ nhé. Tại sao họ thích nghi được nhiều như vậy? Bởi vì một lần nhịp tim của họ bơm máu cùng với kết hợp là họ quá các trình tập luyện thì tim của họ giãn ra, đúng không ạ? Và một lần bơm máu nó bơm hơn chúng ta 6 đến 10 lần. Nên là họ có thể là gì, chạy với cường độ cao, đúng không ạ? Và họ thích nghi rất cao, đúng không ạ? Hay là ở bệnh nhân cũng như vậy nhá, ở bệnh nhân cũng như vậy. Khi mà nhịp tim tăng lên thì tim phải thích nghi bằng biện pháp giãn tim để nếu trong một thời gian dài, nếu không thì bệnh nhân sẽ suy tim, đúng không ạ? Thì khi mà tim giãn ra như vậy kết hợp với tăng nhịp thì đã đẩy một lượng máu lớn hơn rất nhiều so với cả chỉ tăng nhịp không thôi. Và điều đó nó làm cho nhịp tim được giảm xuống và như vậy nó tim đã bảo vệ được mình, đúng không ạ? Đảm bảo được sự cung cấp oxy khi mà tim giảm được cái nhịp xuống, đúng không? Nhưng nhược điểm, nhược điểm là như nãy ta nói là gì ạ? Nó phải có thời gian mới thích nghi được nhá. Và nếu như giãn tim đến một lúc nào đó mà nó quá cái giới hạn của tim thì nó sẽ mâu thuẫn với hiện tượng tăng nhịp ở tim. Đó thì chúng ta lưu ý như vậy nhá. Và để vách thân tim cần đủ thời gian tâm trương thì nó sẽ mâu thuẫn với hiện tượng tăng nhịp. Vì sao lại như thế? Bởi vì chúng ta biết là khi mà tim giãn ra thì cái việc mà tăng nhịp quá nhiều thì cái thời gian nó cũng không thể đảm bảo được nuôi dưỡng tế bào cơ tim đảm bảo được, mà tim giãn ra lại càng cần được nuôi dưỡng nhiều hơn nữa, đúng không ạ nhé? Nên là nếu như mà lâu dài thì cuối cùng nó cũng sẽ dẫn đến là gì, cái mâu thuẫn này. Và cái mâu thuẫn này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gì, chúng ta hình dung là nếu như giãn tim đến một cái giai đoạn nhất định thôi thì tim vẫn tế bào cái sợi cơ tim vẫn cứ co bóp lại được bình thường, hoạt động vẫn cứ tốt. Chúng ta hình dung như một quả bóng ấy, nhá. Các bạn bơm nước vào thì nếu như mà các bạn đổ cái nước vào trong cái quả bóng thì quả bóng nó sẽ giãn ra một chút, đúng không ạ? Nhưng các bạn đổ nước ra ngay thì quả bóng lại co lại về trạng thái ban đầu. Nhưng nếu như các bạn cứ đổ để cái quả nước bóng mà chứa nước như thế hết ngày này qua ngày khác, mấy ngày sau các bạn nhìn lại các bạn sẽ thấy rằng là cái sợi chun của cái quả bóng ấy nó sẽ giãn ra, đúng không ạ? Và cái quả bóng khi ta đổ nước đi thì nó không thể trở về cái trạng thái co như ban đầu nữa mà quả bóng nó giãn ra, đúng không ạ? Chúng ta hình dung cái quả bóng như vậy để chúng ta hình dung cái tế bào cơ tim cũng như thế. Khi mà cái việc mà giãn cái sợi cơ tim mà giãn quá cái ngưỡng của nó thì nó sẽ không thể co lại được như ban đầu nữa, nên nó sẽ không hồi phục được lại cái sợi cơ tim nữa. Đấy là ở những cái bệnh nhân mà lâu ngày quá nhé. Thế còn trong sinh lý thích nghi hoạt động các vận động viên thì
cái việc giãn cơ này, giãn tim này này, nó vẫn trong cái khoảng giới hạn của sợi cơ tim, nên nó vẫn đảm bảo cái sự co bóp của tim hoạt động bình thường, không phải là bệnh lý nhá. Nhưng mà trên bệnh nhân thì cái việc này, vì là chúng ta không giải tỏa được cái tổn thương của bệnh nhân, nên là cái áp lực bên tim vẫn còn, và bởi vậy nên là cái tế bào của sợi cơ tim nó vẫn cứ bị giãn suốt ngày mà nó không có thời gian để nó hồi phục kéo lại, như nãy ta hình dung quả bóng ấy, đúng không ạ? Và cuối cùng nó sẽ dẫn đến là trương lực cơ, có nghĩa là cái khả năng đàn hồi co bóp của cái sợi cơ tim nó giảm đi rất nhiều, và lúc đó thì nó sẽ dẫn đến là hiện tượng suy tim. Đó. Và bởi vậy nên tim cũng không thể để cho mình dẫn đến suy tim. Tại vì là này, nếu mà giãn tim kéo dài mà chúng ta không giải tỏa được cái mâu thuẫn là cái tổn thương mà dẫn đến cái tổn thương cái quả tim ấy, như nãy cô phân tích giả sử như với van hai lá, hay là còn nhiều nguyên nhân khác nữa, đúng không ạ? Thì cái tim nó không được giải tỏa mâu thuẫn thì nó cũng sẽ dẫn đến cái giảm cương lực cơ, nên tim phải thích nghi bằng biện pháp thứ ba nhá. Tim phải thích nghi lúc em có thứ ba, đó là nó phì đại cái sợi cơ tim ra. Tôi làm để mới bạn tắt cái mic phía bạn đi ạ. Bạn nào đang bật mic bạn tắt phía bạn đi ạ. Có gì? Thế thì người ta thấy rằng là phì đại tim, đây là biện pháp thích nghi cuối cùng của sợi cơ tim nhá. Khi mà nhịp tăng nhịp, khi mà giãn tim quá lâu rồi, thì lúc này tim nếu như không chuyển sang biện pháp thích nghi thứ ba này thì rất nguy cơ là cái sợi cơ tim nó sẽ bị giảm trương lực như nãy ta nói, và nó sẽ dẫn đến suy tim, mà tim không muốn để điều đó xảy ra, nên tim chuyển sang một cái trạng thái thích nghi thứ ba, và là trạng thái thích nghi cuối cùng, đó là phì đại toàn bộ cái cơ tim nhá. Và một bệnh nhân trên lâm sàng mà gặp phì đại cơ tim có nghĩa là diễn biến của bệnh nó không còn là trong vòng một năm hay nửa năm nữa, mà đây là thời gian kéo dài, đúng không ạ? Và luôn luôn tim phải chịu cái áp lực không được giải tỏa, nên là cuối cùng nó càng ngày nó càng tổn thương và dẫn đến phì đại cơ tim. Vậy phì đại là gì? Là tình trạng mỗi sợi cơ tim to ra nhá, kéo dài ra trong giãn tim, thì bây giờ sợi cơ tim còn to thêm về chiều ngang nữa nhá. Nhưng mà lưu lượng của sợi cơ tim thì số lượng của sợi cơ tim thì không tăng lên. Và như vậy thì người ta thấy rằng cái phì đại này nó giúp cho cái việc là một buồng tim sẽ chứa rất là nhiều máu, đúng không ạ? Nên bơm một lần thôi thì có thể đảm bảo được là cung cấp được một lượng máu lớn nuôi cho cơ thể, và bởi thế nên nó sẽ giảm được cái áp lực về tần số tim, đúng không ạ? Nhá. Và người ta nói rằng khi mà quả tim chỉ phì đại cái trọng lượng của toàn bộ cơ thể của bệnh nhân, thì đáp ứng của bệnh nhân vẫn tốt và tim vẫn hoạt động tốt. Nhưng nếu như phì đại mà quá cái ngưỡng này, ví dụ một người mà nặng 60 cân mà tim lên đến 550 gram, 600 gram, đúng không ạ? Thì lúc này quá cái ngưỡng hoặc tăng hơn nữa, thì lúc này cái hoạt động của tim chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Bởi nãy ta vẽ cái cấu trúc của quả tim. Đây, ta lại quay lại cái hình vẽ quả tim nãy. Đây, như nãy ta nói là khi quả tim đang bình thường như thế này, nhưng bây giờ nó to hẳn lên như này. Thế thì cái mạch máu không thể ôm trọn được quả tim, đúng không ạ? Cả cái mạch máu sẽ không ôm trọn được hết quả tim. Và về lâu về dài thì vì nó không ôm trọn được hết, tại vì mạch máu nó không tăng sinh nhá. Mao mạch ở tim rất dày đặc nhưng lại không tăng sinh, các bạn thấy không ạ? Nên là cuối cùng nó dẫn đến cái hiện tượng là phì đại nhưng mà máu nuôi cơ tim lại bị thiếu. Và khi thiếu máu cơ tim thì các bạn biết rồi, đúng không ạ? Nó lại gây ra tăng nhịp, nó lại gây ra các phản ứng khác, và cuối cùng là làm cho tim lại càng bị vòng xoáy bệnh lý, đúng không ạ? Và làm cho tim không chịu đựng nổi nữa. Nên là bắt đầu dẫn đến là gì ạ? Toàn bộ là bệnh nhân cứ suy tim nặng dần hơn, và cuối cùng là gì? Không thể chịu đựng được, quả tim không còn hoạt động đảm bảo được nữa, bắt buộc phải thay quả tim này đi. Thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Như vậy trong mọi hoàn cảnh thì tim đều có thể thích nghi bằng ba cái biện pháp này, nhưng để mà đảm bảo được bằng biện pháp giãn tim hay là phì đại cơ tim nhá, thì cái thời gian nó phải đảm bảo đủ lâu thì nó mới kịp để giãn và phì đại. Còn bình thường nhất những cái bệnh nhân mà bị đột quỵ sớm trên lâm sàng ấy, thường thường là gì ạ?
là tăng nhịp quá nhanh, đúng không ạ nhá? Và có những vận động viên chạy trên sân chẳng hạn, và ở đó họ có một cái tiền sử nào đó, một cái dấu hiệu nhỏ nào đó về tim mạch nhưng mà chưa được phát hiện. Thế thì khi mà họ vận động với cường độ quá mạnh thì có thể dẫn đến những cái trường hợp đột quỵ ngay trên cái sàn thi đấu hay là trên sân cỏ, là chuyện chúng ta rất hay gặp, đúng không ạ? Thì đấy là một vài cái chúng ta nghiên cứu đầu tiên, đó là sự thích nghi của quả tim. Như vậy, ba cái biện pháp thích nghi của tim này đảm bảo giúp quả tim cầm cự kéo dài được hơn thời gian. Thế giả sử tim đã thích nghi đến biện pháp giãn mạch này rồi nhá. Thế thì giả sử có một bệnh lý ví dụ như hẹp van hai lá chẳng hạn, và làm cho cái tim nó đã giãn ra rồi. Thế thì nhưng mà chúng ta phát hiện kịp thời, đúng không ạ? Chúng ta xử lý được cái tổn thương làm cho cái van đấy hết hẹp hay là hết hở, đúng không ạ? Và chúng ta, hoặc là nếu mà nhẹ thì chúng ta có thể nong, đúng không ạ? Hay là nặng hơn thì chúng ta có thể dùng cái kỹ thuật thay van tim, đúng không nhỉ? Để tạo ra một cái van tim hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, đúng không ạ? Về cái cơ chế hoạt động của van tim đều bình thường lại thì lúc đó tim lại bình thường nhá. Nhưng khi mà tim chuyển sang giai đoạn phì đại, mà phì đại quá cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể rồi, đúng không ạ? Thì mà lúc đó ta mới thay cái van tim thì đôi khi nó đã ảnh hưởng đến cái tế bào cơ tim rồi. Nên đến một cái ngưỡng quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể mà tim vẫn không được giải tỏa, vẫn tiếp tục phải gồng mình lên, phì đại càng ngày càng tiếp tục, thì người ta phải cắt cái nguyên nhân ngay lập tức. Nếu không nó sẽ dẫn đến suy tim và không hồi phục. Các bạn hình dung không ạ? Nhá, thì đấy là cái trên lâm sàng. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chính cái phần bài hôm nay, như lại cô nói là chúng ta nghiên cứu về suy tuần hoàn, thì ta sẽ nghiên cứu về suy tuần hoàn do tim, và cái thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về suy tuần hoàn do mạch, đúng không ạ? Nhá. Như vậy, định nghĩa suy tuần hoàn do tim là gì? Là tình trạng cơ tim mất đi một phần hay toàn bộ cái khả năng co bóp của mình, và từ đó thì nó không đảm bảo được cái lưu lượng máu để cung cấp cho cơ thể, và như vậy cơ thể sẽ bị thiếu oxy, đúng không ạ? Thì đấy là một vài cái đầu tiên, định nghĩa suy tim. Như vậy sau này cũng thế thôi, suy thận là gì? Thận không còn khả năng lọc máu, thận không còn khả năng tái hấp thu bài tiết, đúng không ạ? Và khả thận mà không lọc được máu có nghĩa là gì? Các chất độc sẽ bị ứ trệ trong cơ thể, đúng không ạ? Thì người ta gọi là suy thận. Vậy hay là suy hô hấp chẳng hạn, đúng không ạ? Là khả năng mà cái hệ hô hấp không còn đảm bảo cái chức năng của nó nữa. Hô hấp để làm gì? Để trao đổi oxy, đúng không ạ? Và như vậy thì không đảm bảo được chức năng trao đổi oxy thì người ta gọi là suy hô hấp nhá. Ví dụ như vậy. Như vậy từng cái cơ quan khi mà nó không đảm bảo chức năng của mình thì người ta gọi đó là tình trạng tổn thương, suy cái cơ quan đó, mất cái khả năng hoạt động bình thường đi. Phân loại suy tim. Về phân loại suy tim, người ta có thể phân loại suy tim theo lâm sàng, theo chuyển hóa hay là theo cơ chế bệnh sinh. Nhưng người ta có thể phân loại suy tim theo lâm sàng, theo chuyển hóa hoặc là theo cơ chế bệnh sinh. Về mức độ suy tim trên lâm sàng, chia thành 4 độ. Suy tim độ 1, suy tim độ 2, suy tim độ 3 và suy tim độ 4. Đấy là theo chia theo lâm sàng nhá. Theo vị trí có thể chia thành suy tim trái, suy tim phải hay là suy tim toàn bộ. Theo giai đoạn của bệnh có thể chia thành suy tim mạn tính hay là suy tim cấp. Thế nào gọi là suy tim cấp? Có nghĩa là cái nguyên nhân gây ra suy đột ngột cái quả tim và trong một thời gian rất ngắn thôi thì quả tim mất hoàn toàn cái khả năng co bóp để mà đầy cung cấp đủ máu nuôi cơ thể, mất khả năng cung cấp nuôi máu cơ thể. Thế còn suy tim mạn là gì? Cái thời gian tổn thương nó kéo dài hết năm này qua năm khác, đúng không ạ? Đến khi mà gì, cơ thể không thể đảm bảo được đầy đủ chức năng, nhận được oxy theo đúng cái nhu cầu của mình nữa, thì lúc đó người ta gọi đấy là suy tim. Trên lâm sàng người ta suy phân loại thành 4 giai đoạn nhá của suy tim. Thế thì giai đoạn 1 là gì? Cũng như phân độ suy tuần hoàn nói chung, thì độ 1 người phân loại suy tim, người ta đều dựa vào một cái triệu chứng, đó là triệu chứng khó thở. Các bạn nhớ nhé, trên lâm sàng phân loại suy tim, người ta đều dựa vào một cái triệu chứng, đó là triệu chứng khó thở. Mặc dù
nghe khó thở thì lại tưởng là bệnh lý của phổi, nhưng mà trong suy tim thì người ta lại dùng cái triệu chứng khó thở để mà phân loại suy tim. Tại sao lại như vậy thì lát nữa chúng ta khi mà vào bài phân tích thì ta sẽ phân tích nó nhá. Thế thì suy tim độ 1 là gì? Bệnh nhân khó thở khi lao động nhẹ. Bệnh nhân khó thở khi lao động nhẹ. Chắc bọn ta sẽ giải thích từng cái giai đoạn. Suy tim độ 2 là bệnh nhân khó thở khi gắng sức. Khó thở khi lao động nhẹ là suy tim độ 1. Suy tim độ 2 là bệnh nhân khó thở khi gắng sức. Suy tim độ 3 là bệnh nhân khó thở khi bệnh nhân tự phục vụ mình. Và suy tim độ 4 là bệnh nhân khó thở khi hoàn toàn nghỉ ngơi, không phải làm bất cứ việc gì nhưng vẫn khó thở. Đấy là 4 cái mức độ của suy tim. Thế thì thế nào gọi là lao động nhẹ? Ví dụ như này, bây giờ bình thường bệnh nhân đi học, bệnh nhân đi làm, bệnh nhân đi bộ đi học. Thế thì tự nhiên một cái giai đoạn rất là dài, tự nhiên bệnh nhân thấy rằng là cứ đi được nửa đường là đã mệt và phải nghỉ. Và bệnh nhân cứ nghỉ liên tục mới đến được lớp học, ví dụ như vậy. Thế thì khi đó bệnh nhân đến và nói với chúng ta là gì? Bác sĩ ơi, tôi dạo này không biết làm sao, nhưng mà bây giờ đi học ấy, thì thấy rằng là trên đường đi, hồi xưa đi bộ thoải mái đến trường một lèo 15 phút là đến nơi. Nhưng bây giờ đi đến trường phải nghỉ rất nhiều lần mới đến được vì rất là mệt, khó thở, khó chịu, không thở được, cứ phải nghỉ ngơi như thế. Thế thì người ta thấy rằng là như vậy, rõ ràng ở bệnh nhân đó có một cái sự gì đó trao đổi oxy của cái cơ quan, của cơ thể. Nó đã không đảm bảo được cái nhu cầu khi mà cơ thể vận động, đó là đi bộ, rất nhẹ nhàng như vậy. Đúng không ạ? Cũng không chịu được so với cái ngưỡng của bệnh nhân nhá. Thì người ta gọi đấy là cơ thể bệnh nhân đang bị thiếu cung cấp oxy. Và thiếu cung cấp oxy đó có thể do tim, có thể do phổi, có thể do rất nhiều cơ quan khác nhau. Nhưng nếu như nó là nguyên do tim thì người ta gọi đó là hiện tượng suy tim độ 1. Hay là bệnh nhân như thế này, bệnh nhân nói là nhà tôi có 5 tầng. Bình thường tôi hay leo lên để phơi quần áo, giặt quần áo xong tôi phơi. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi chỉ leo đến tầng thứ 2 thôi, tôi đã phải thở rồi, mệt lắm, không đi được nữa. Sau đó thì tôi phải mấy lần thở tôi mới lên được đến tầng thứ 5. Có nghĩa là gì? Cái khả năng của bệnh nhân nó đã giảm so với chính cơ thể của mình. Thì lúc đó người ta gọi là suy tim độ 1. Các bạn hình dung chưa ạ? Người ta dựa vào độ khó thở để phân loại suy tim. Nhưng không phải tất cả các trường hợp khó thở đều là do nguyên nhân suy tim. Cô nhấn mạnh như vậy để các bạn hình dung là sau này giả sử có bệnh nhân đến bảo bác sĩ tôi khó thở lắm, bác bị suy tim rồi. Không phải như vậy nhá, còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa, thì khi học về từng cơ quan ta sẽ phân tích. Nhưng nếu như mà bệnh nhân có bệnh lý của tim, ta tìm thấy tổn thương của cái rằng tim bệnh nhân có tổn thương, ví dụ như là hẹp van hai lá chẳng hạn, thế thì mà ta thấy rằng bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện là gì, khó thở hơn so với bình thường, có nghĩa là bệnh nhân đã bước vào giai đoạn suy tim độ 1 rồi, đúng không ạ? Nhá. Suy tim độ 2 là gì? Bệnh nhân khó thở khi mà gắng sức. Gắng sức có nghĩa là khi những cái hoạt động nó cần phải mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn thể dục, các bạn chạy. Nên ở trường thì các thầy luôn luôn là yêu cầu các bạn là ví dụ như các bạn mà bị suy tim chẳng hạn, thì đến đưa cái giấy bệnh viện thì các thầy không bao giờ bắt vận động nữa. Tại vì thấy rằng là gì? Không được để cho bệnh nhân gắng sức, để nó sẽ gây ra khó thở cho bệnh nhân, nguy hiểm cho tính mạng. Đúng không ạ? Vậy gắng sức là gì? Là gắng hơn cái bình thường của bệnh nhân nhá. Thì bệnh nhân thấy rằng là rất khó thở, đúng không ạ? Giai đoạn 3 là bệnh nhân khó thở khi tự phục vụ. Thế nào gọi là tự phục vụ? Tự phục vụ là gì? Những cái nhu cầu tối thiểu của cơ thể, bệnh nhân thay quần áo, phải vận động nhẹ nhàng thôi nhưng mà vẫn cảm thấy rất là mệt, đúng không ạ? Nhá. Thì người ta gọi đấy là tự phục vụ. Và cuối cùng là gì? Giai đoạn 4 là gì? Bệnh nhân không cần phải làm gì cả, được nghỉ ngơi hoàn toàn. Vì lúc này rất mệt, rất khó thở nên bệnh nhân thường được nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ ngơi thỉnh thoảng vẫn cứ khó thở. Bệnh nhân vẫn cứ có những cơn khó thở. Thì người ta gọi đấy là suy tim độ 4. Đúng không ạ? Như vậy suy tim trên lâm sàng phân loại ở 4 cái độ này. Và ở độ 1 thì thường thường rất khó để mà chẩn đoán trên lâm sàng. Bởi sao?
như chúng ta đây, lười vận động, để mà so sánh cái tình trạng của hai người với nhau, một chúng ta lười vận động với một người mà người ta thường xuyên tập luyện nhá, thì người ta suy tim độ 1 có khi người ta còn khỏe hơn của chúng ta, nên là rất là khó phân biệt hai cái người bình thường với cả người bệnh với độ 1. Nên là trong cái thực tế mà khi mà hỏi bệnh nhân ấy, thì ta phải hỏi là hỏi trên cơ địa của bệnh nhân, có nghĩa là bác mà bác bệnh nhân đến bảo là mấy tháng nay tự nhiên tôi thấy khó thở vô cùng, khi mà tôi đấy có những cái hoạt động rất là bình thường hàng ngày, tôi đi tập thể dục như thế mà bây giờ tôi thấy khó thở, thế thì rõ ràng bệnh nhân giảm hơn so với bệnh nhân chứ không phải là so với người khác nhé. Thì lúc đó thì ta sẽ tìm cái nguyên nhân nó là của tại sao bệnh nhân khó thở. Đơn giản nhất là gì, có khi bệnh nhân chỉ thiếu máu có thể gây khó thở, đúng không ạ nhé. Nhưng mà có thể là có thể bệnh lý của tim, có thể bệnh lý của phổi, có thể bệnh lý của những cơ quan khác nữa, đúng không ạ. Như vậy ta phải tìm xem nó là nguyên nhân gì, được chưa ạ nhé. Đấy, đấy là phân độ khó suy tim. Thứ hai, theo giải phẫu thì người ta chia thành suy tim phải và suy tim trái. Đây, suy tim phải đây, tôi lại dở lại cái hình để các bạn hình dung. Phải là toàn bộ cái tim bên phải này bị suy, bao gồm có nhĩ phải và thất phải nhá. Còn suy tim trái có nghĩa là toàn bộ cái tim trái bị suy, đó là nhĩ trái và thất trái. Thế thì thường thường ví dụ tổn thương nó ở một bên tim phải chẳng hạn, thì nó sẽ gây tổn thương cái tim phải này trước, ví dụ như hẹp van hai lá, hẹp van ba lá hay là hở van ba lá chẳng hạn, tổn thương của van ba lá, hay là những cái lỗ thông giữa liên thất hay là lỗ thông liên nhĩ vân vân nhá. Liên thất là đây, hai liên thất này tự nhiên có một cái lỗ thông, bình thường không có lỗ, đúng không ạ, bụng tim nó phải kín, đúng không, nó chỉ có các van thôi, đúng không ạ, hay là hẹp động mạch chủ, hở van động mạch chủ vân vân, đúng không ạ nhá. Rất nhiều cái nguyên nhân tại tim. Thế thì ta chỉ cần biết rằng là khi mà một cái tim bị suy, có nghĩa là tim phải bị suy chẳng hạn, hay là tim trái bị suy là một nửa này, có nghĩa là cả nhĩ cả thất đều bị suy. Thế thì khi đó thì cái tim bên ngược, là dụ giả tôi đang giả sử là tim trái bị suy chẳng hạn, thì cái tim phải nhá nó sẽ suy sau tim trái. Có nghĩa là gì ạ? Tim phải, tim trái phải bị suy trước, giảm cái chức năng của mình đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tim phải. Hoặc là tim phải mà bị ảnh hưởng, bị suy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tim trái. Nhưng mà cái độ suy của hai cái bên tim này hoàn toàn khác nhau, đúng không? Tim phải mà rồi cũng sẽ dẫn đến tim trái suy. Tại sao lại như vậy? Cô ví dụ như này, nếu như tim phải của bệnh nhân bị suy, thì tim phải làm hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hút máu từ cơ quan, cơ máu lên phổi để trao đổi oxy với cơ quan tổ chức, đúng không? Thế bây giờ tim phải mà suy thì sẽ hút máu từ cơ quan tổ chức về ít, đúng không? Mà máu hút về ít thì đương nhiên máu lên phổi sẽ ít, không có máu để đến phổi. Mà thứ hai là yếu quá cũng chả đẩy được đủ máu lên phổi, đúng không? Do suy. Thế thì khi máu lên phổi ít thì máu về tim trái sẽ bị làm sao đi, đúng không ạ? Và khi máu về tim trái ít đi thì máu xuống thất trái ít và máu đến cơ quan tổ chức cũng ít hơn, và dần dần sẽ dẫn đến cuối cùng là tim trái do thiếu máu trong buồng tim như này nên là cũng bị kích thích, cũng phải tăng nhịp, đúng không? Trong phản xạ thứ ba là phản xạ Alan Smith đấy, các bạn nhớ không? Và tăng nhịp lại phải thích nghi qua ba cái giai đoạn như nãy ta nói, đúng nhỉ? Tăng nhịp chán chê, không bảo được máu, vì cái tổn thương tim này là do cái van ba lá cơ, đúng không ạ nhá. Nên là nó không giải tỏa được cái tổn thương ở tim thì cũng cứ dẫn đến thiếu máu ở đến cả kiểu gì, cái lỗi máu vào tim trái, đúng không ạ, và dẫn đến là dần dần tim trái phải thích nghi và cuối cùng cũng bị suy theo tim phải, tổn thương theo tim phải. Như vậy thì một nửa tim nên bị suy chắn tim trái một lúc nào đó, mà đó là gặp ở những cái trường hợp bệnh nhân mà không bao giờ làm, thì có thể dẫn đến là khi mà cả hai bên tim nó đều suy hết rồi và gần như là nó không còn khả năng hoạt động nữa, nó giảm hết toàn bộ các trương lực cơ của tế bào cơ tim rồi, thì lúc đó người ta gọi là suy tim độ 4, nó toàn và suy tim toàn bộ. Các bạn hình dung ra chưa ạ nhá. Hay ngược lại, ta phân tích về tim trái cũng như thế, đúng không ạ? Tim trái bị suy nhưng giai đoạn đầu thì tim phải vẫn có thể đáp ứng được. Ta không nói là đáp ứng tốt, nhưng ta nói là tim phải vẫn cứ đáp ứng được, vì ta biết là tim phải thích nghi có rất nhiều giai đoạn để đảm bảo cái khả năng của mình, nên là nó vẫn đáp ứng được. Nhưng mà nếu thời gian kéo dài quá nhiều mà cái tổn thương ở tim trái không giải tỏa thì cũng sẽ dẫn đến là tim phải chịu áp lực và cuối cùng là tim phải cũng suy theo nhá. Thì đấy là cái phân loại suy tim trên lâm sàng, là suy tim phải hay là suy tim trái.
được chưa ạ? Hay là suy tim toàn bộ. Nhá, lát nữa thì ta sẽ phân tích về cái suy tim này. Về phân loại theo cơ chế bệnh sinh. Về phân loại theo cơ chế bệnh sinh thì người ta phân loại theo thứ nhất là suy tim do quá tải. Quá tải ở đây người ta nhắc đến tiền tải và nhắc đến hậu tải. Hậu tải là cái lực cản trở của cái buồng tim khi mà bơm máu đi ra thì chẳng may có một cái lực cản nào đó. Như nãy ví dụ cô ví dụ chẳng là bệnh nhân tăng huyết áp ấy nhá, thì cái quả tim thất trái, đúng không ạ, buồng thất trái sẽ phải chịu một cái hậu tải cực kỳ lớn, đúng không nhỉ? Đó là cái lực cản ở động mạch chủ, đúng không ạ, của tăng huyết áp. Và như vậy thì nó luôn luôn là phải chịu cái áp lực đó. Thế thì ta chỉ có thể làm giải tỏa cái áp lực đó khi mà ta cho bệnh nhân uống thuốc hạ áp và ổn định được huyết áp của bệnh nhân ở ngưỡng cho phép, ngưỡng thấp, đúng không ạ, để đảm bảo cho tim bơm máu không phải quá tải nữa, các bạn hiểu không ạ? Thế còn tiền tải là gì? Là cái lượng máu đổ về tim quá nhiều nhá, thì nó sẽ tăng cái tiền tải của cái buồng tim lên. Như cái trường hợp nãy ta nói là gì ạ, trong các trường hợp mà hở van tim chẳng hạn, đúng không ạ, ví dụ như vậy nhá. Đấy là cái tiền tải và hậu tải của phân tích để các bạn hình dung. Quá tải thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai phân loại theo cơ chế bệnh sinh đó là do tổn thương của tế bản thân cơ tim, do rối loạn chuyển hóa nhá, mà có thể dẫn đến thì người ta rối loạn chuyển hóa ở đây có thể là do tế bào cơ tim bị thiếu oxy kéo dài, đúng không ạ? Có thể là do tim kém dự trữ năng lượng, ví dụ như là rối loạn điện giải, tích đọng các điện giải ở trong tim, đúng không ạ? Gây ra rối loạn chuyển hóa trong tim nhá. Đó, hay là có thể tổn thương do tế bào cơ tim không sử dụng được năng lượng, ví dụ như có độc tố tác động vào tế bào cơ tim, thì do một cái lý do nào đó làm cho tế bào cơ tim không đảm bảo được cái chức năng của mình thì có thể dẫn đến suy tim. Đó, thế nên người ta nói là suy tim về cơ chế bệnh sinh có thể phân biệt bằng cơ chế có thể là do bản thân cơ tim và có thể là do mạch nuôi dưỡng cơ tim không bình thường hoặc là do hệ thống mạch, là vì như vậy, đúng không ạ? Và nguyên nhân mà theo cơ chế bệnh sinh có tiếp theo đó là suy tim do nguyên nhân ngoài tim mạch, có nghĩa là không phải bệnh lý của tim mạch mà dẫn đến suy tim nhá. Có thể là gặp trong các bệnh lý khác như nãy cô nói, đúng không ạ, nhá, có thể dẫn đến suy tim. Thì đấy là phân loại theo cơ chế bệnh sinh. Thế thì cái thứ ba là phân loại theo chuyển hóa, thì như nãy cô nhắc rồi, đúng không ạ? Theo chuyển hóa thì có thể là do giảm sản xuất năng lượng, do có thể là hệ thống mạch vành nuôi dưỡng tế bào cơ tim bị thiếu, đúng không ạ? Cái có một số bệnh nhân thiểu năng mạch vành, người ta thấy rằng là cái hệ thống mạch vành nó bị hẹp, bị nhỏ, hay là một số bệnh nhân thì có những cái cục máu đông, những cái cản trở hay những cái u vân vân, chèn ép vân vân, rất nhiều nguyên nhân làm cho cái hệ thống mạch vành nó không nhận được đủ oxy và nó không nuôi đủ cho tế bào cơ tim. Người ta gọi là giảm suy tim do giảm sản xuất năng lượng. Thứ hai là gì ạ? Suy tim do bản thân là cái tế bào cơ tim kém cái dự trữ năng lượng, nên là nó mất hoặc nó giảm toàn bộ cái điện giải. Chúng ta biết rồi, trong tế bào thì luôn luôn phải cân bằng về điện tích, đúng không ạ? Và đó là do các cái điện giải, do các cái ion natri, kali, canxi vân, rất là nhiều cái clo vân vân ở trong tế bào, nó phải cân bằng nhau. Thế thì khi mà rối loạn điện giải trong cơ thể thì chắc chắn là sẽ dẫn đến rối loạn tim, và người ta gọi đó là do kém dự trữ năng lượng. Cái này trên thực tế lâm sàng cũng gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân suy tim do những cái hiện tượng này, đúng không ạ? Nên đôi khi trên thực tế lâm sàng các bạn, đôi khi các bạn bệnh nhân đi tiêu chảy chẳng hạn nhá. Một cái hiện tượng rất đơn giản trên lâm sàng là bệnh nhân tiêu chảy. Nếu bạn tiêu chảy cấp mà bạn không xem xét, không đo nhiệt, không kiểm tra công thức máu, không xem điện giải đồ của bệnh nhân, mà các bạn để cho điện giải đồ nó bị lệch nhá, nó giảm cái lượng kali đi chẳng hạn, thì nó rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Tôi lấy ví dụ như vậy, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngay cái tim. Như nãy ta nói là giảm kali, vì ta biết là kali là một cái ion nội bào, nó nằm ở trong tế bào là chủ yếu nhá. Nên khi máu của bệnh nhân mà ta xét nghiệm máu và đã thấy giảm kali rồi, đúng không ạ? Thì có nghĩa là trong tế bào cái lượng kali còn mất nhiều hơn rất nhiều, và như vậy nó sẽ gây ra rối loạn chuyển hóa tế bào ngay, đúng không ạ? Nhá. Và nó sẽ gây ra suy tim trên lâm sàng. Thì đấy là một vài cái mà chúng ta lưu ý, hay là một vài trường hợp ta thấy độc tố của vi khuẩn virus nhá, rồi những cái yếu tố khác nó tác động, nó làm độc
tế bào cơ tim và tổn thương tế bào cơ tim. Thì đấy là tất cả các cái phân loại suy tim trên lâm sàng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cái suy tim nhá. Ta sẽ đi vào cái phân tích cái nguyên nhân gây suy tim. Thì ta sẽ phân tích nguyên nhân thứ nhất, người ta nói là nguyên nhân do mạch vành, và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân không do mạch vành. Nguyên do mạch vành nhá. Đấy, thế thì cái này phần này cũng rất dễ tìm hiểu thôi, ta về ta đọc thêm trong tài liệu. Không do mạch vành thì có nghĩa là không liên quan đến cái sự mạch vành, tại vì làm sao? Mạch vành là cái hệ thống mà nuôi dưỡng toàn bộ tim, đúng ạ. Thế thì nếu như mà do mạch vành thì có vành làm cho máu đến tim thiếu thì ta gọi đấy là nguyên nhân do mạch vành. Thế còn nguyên nhân không do mạch vành có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tổn thương, có thể là bệnh tổn thương bệnh lý tại tim, có thể là tổn thương bệnh lý ngoài tim nhá, như nãy ta đã phân tích, nhưng nguyên nhân của nó không phải do hệ thống mạch vành mà do các bệnh lý kia mang đến, đúng không ạ? Bệnh lý tại tim thì như nãy ta nói rất nhiều nguyên nhân, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu là để xem cái suy tim trên lâm sàng ta phân loại là suy tim. Thế thì suy tim phải nó có biểu hiện như thế nào? Suy tim trái nó có biểu hiện như thế nào? Nhá. Thì đấy là cái tập trung của bài hôm nay. Thế để nghiên cứu được cái điều đó thì ta sẽ phải hiểu, ta vẽ lại cái hình vẽ ban đầu, các bạn có thể chụp cái slide lại và sau đó ta nhìn vào cái slide này để ta phân tích cái cơ chế biểu hiện là cô đã trái thì cùng nghĩ trái thất trái làm nhiệm vụ rồi, tim phải cũng vậy, nghĩ phải thất phải và nó là cái nhiệm vụ rồi. Bây giờ ta nghiên cứu là vậy trong suy tim sẽ xem nguyên nhân của suy tim phải và suy tim trái là gì, đúng không ạ? Sau đó ta sẽ so sánh cái biểu hiện của nó khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Và hậu quả của nó là như thế nào, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà phân loại, các bạn có thể kẻ cái bảng trên bảng, bạn ghi một bên bạn ghi là suy tim phải, một bên bạn ghi là suy tim trái, đúng không? Và một cái cột đầu tiên các bạn so sánh thứ nhất là so sánh về nguyên nhân nhá. Nguyên nhân gây suy tim phải và nguyên nhân gây suy tim trái. Các bạn có muốn nghỉ một chút không ạ? Các bạn có muốn nghỉ một chút trước khi học tiếp không ạ? Dạ có. Nghỉ khoảng 10 phút đi cô ạ. Thế chúng ta bây giờ là thế chúng ta sẽ nghỉ đến 3:30 chúng ta vào lớp tiếp nhá. Dạ vâng ạ. Và 3:30 thì mời các bạn quay lại lớp ạ.
Mời các bạn vào lại lớp ạ. Các bạn đã vào lớp đầy đủ chưa ạ? Cô chờ em nhắc lại các bạn. Vâng, bạn nhắc lại các bạn giúp cô với. Từ đầu bài đến giờ các bạn đã có hiểu được bài không ạ? Khi chúng ta học về phần cơ quan, các mô đun, lúc này là rất là khó và nó cũng cần những cái kiến thức của tất cả các phần đại cương khác. Đồng thời khi mà mô đun thì môn này nó lại liên quan đến môn kia, đúng không ạ? Nên là yêu cầu là chúng ta phải học tích cực rất là nhiều. Có thể là các bạn học trên lớp, có thể là học qua Zoom. Nhưng mà vấn đề câu chuyện ở đây là các bạn phải tự học rất nhiều. Ngoài cái thời điểm mà lên lớp cùng với cả các thầy cô. Mà bởi vì là khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta không phải nghiên cứu chỉ có cơ thể của chúng ta, không chỉ có một cơ quan. Mà cơ thể của chúng ta có nhiều các cái cơ quan khác nhau và nó đều tương tác với nhau. Nên là nếu như ông bác sĩ về tuần hoàn, ông tim mạch, ông chỉ biết mỗi quả tim, ông không biết cơ quan khác thì cũng không được. Hay là bác sĩ về gan chẳng biết gì về tim mạch, chẳng biết gì về hô hấp cả, và chỉ biết mỗi là tổn thương bệnh ở gan thì cũng không được. Bởi vậy là người bác sĩ là phải biết gì ạ? Tổng hợp rất nhiều. Và khi đó thì các bạn học, tuy là học cơ quan này thôi nhưng nó lại có những cái liên kết, liên mối tương quan với cả các cái cơ quan khác. Thế thì khi chúng ta vào những cái module đầu tiên thì nó sẽ là khó nhất, bởi vì là khi đó các bạn chưa được học các cái cơ quan khác nhau, đúng không ạ? Nên là khi ta nói, ví dụ tôi nói là suy thận cũng có thể dẫn suy tim, nhưng các bạn vẫn chưa hiểu hiểu tại sao lại như thế, đúng không? Thế nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thấy rằng là ô cái gì đấy ạ? Sao lại có cái thế? Thì dần dần là sau này khi mà chúng ta nghiên cứu các cái cơ quan khác nhau thì các bạn sẽ được hiểu hơn, và lúc đó thì chúng ta có một cái nhìn tổng quan hết cả toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ cụ thể hơn rất nhiều. Thế chúng ta tiếp tục vào bài nhé. Thế thì như nãy ta nói là phân tích là về suy tim phải và suy tim trái, đúng không ạ? Các bạn có thể vẽ sao phác bộ cái hình này lên được. Con có bát rồi đúng không? Mày gửi cho con qua điện thoại con rồi đấy. Xin lỗi các bạn chưa ạ. Thế bây giờ ta sẽ phân tích là về tim phải và tim trái. Các bạn kẻ bảng giống như nãy cô nói, các bạn chia cột hai bên. Một là suy tim phải và cột bên kia các bạn ghi là suy tim trái nhá. Và các bạn phân biệt từ đầu tiên là phân biệt về nguyên nhân. Và sau đó thì các bạn sẽ phân biệt tiếp về cơ chế biểu hiện của nó, của suy tim phải và suy tim trái. Rồi ạ. Thế nhá, bây giờ bắt đầu này, chúng ta sẽ nghiên cứu về tim phải trước. Thì chúng ta biết rằng là nãy ta đã qua cái hình này, ta cũng mô hình được rồi. Tim phải thì làm nhiệm vụ gì? Nhĩ phải thì làm nhiệm vụ thứ nhất là hút máu ở toàn bộ các cơ quan ngoại vi, đúng không? Ở tất cả các cơ quan nhĩ phải đây, đổ máu nó đổ về nhĩ phải. Sau đó máu lại được thất phải đưa lên trên phổi để trao đổi oxy với cơ quan tổ chức. Đúng không ạ? Nhá. Thế thì cái nguyên nhân mà gây ra tổn thương tim phải, thì muốn biết được cái nhóm nguyên nhân này thì đầu tiên các bạn phải hiểu là trên tim phải này có những cái
ổ van gì, đúng không ạ? Đầu tiên là thế. Và khi mà van tim nó bị tổn thương thì nó sẽ gây ra tình trạng suy tim, đúng không nhỉ? Nhá. Thế thì theo các bạn thì tim phải nguyên nhân gồm có những nhóm nguyên nhân gì ạ? À, theo các bạn, với cái hai cái chức năng nhĩ phải thì hút máu từ cơ quan tổ chức về và thất phải thì đẩy máu lên trên phổi, đúng không? Vậy thì khi mà suy tim phải thì có thể có những cái nhóm nguyên nhân như thế nào? Cái nhóm nguyên nhân đầu tiên với suy tim phải đó là thất phải, vì một lý do nào đó, đúng không? Thất phải bơm máu lên trên phổi, rõ ràng tim phải bị suy, đúng không? Thì thất bơm máu lên trên phổi sẽ bị kém. Hay ta nói cách khác là một cái cản trở cơ học nào đó ở trên phổi gây cản trở tim phải bơm máu lên trên phổi, thì nó sẽ là một cái tăng hậu gánh cho cái tim phải. Đấy, bạn nhìn nhá, buồng tim phải này, thất phải này, đúng không ạ? Đưa máu lên trên phổi, nhưng chẳng may bệnh nhân lại bị xơ phổi này, bệnh nhân bị u phổi này, đúng không ạ? Nhá, những cái cản trở ở trên học cơ học ở trên phổi nó chèn ép vào các cái mạch máu ở trên phổi và làm cho tim phải khi đẩy máu lên trên phổi thì không đẩy được, bị cản trở, thì người ta gọi đó là nguyên nhân, một trong những nhóm nguyên nhân mà dẫn đến suy tim phải, được chưa ạ? Cái thứ hai là cái van tim. Đây, van ở đây là van mấy, van gì đấy ạ? Van này là van gì ạ? Ba lá. Van ba lá, đúng không nhỉ? Khi cái van tim này bị làm sao? Bị tổn thương, như nãy cô nói có thể là hở van hay là ba lá hoặc là hẹp van ba lá, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Những cái nguyên nhân tiếp theo, nhóm nguyên nhân tiếp theo là gì ạ? Đấy là tại tim, đúng không? Thế còn có thể có nhóm nguyên nhân tại mạch gì? Mạch vành, đúng không ạ? Hệ thống mạch vành không nuôi dưỡng, ví dụ như là không phải toàn bộ tất cả các mạch vành đều bị thiếu máu, mà giả sử như có một cái nhóm mạch vành mà nuôi dưỡng tim phải bị tổn thương chẳng hạn nhá, làm cho nó không đủ để mà nuôi dưỡng cái tim phải thì cũng có thể dẫn đến suy tim phải, đúng không ạ? Như nãy ta đã phân nhóm nguyên nhân rồi, còn những cái nhóm nguyên nhân ngoài tim, các cơ quan khác thì ta không nói đến, đúng không? Nhưng ta chỉ biết rằng là nó có một cái cản trở cơ học này, đúng không ạ? Hay là tổn thương chính tại các cái ổ van trong tim cũng có thể dẫn đến suy tim, đúng không ạ? Thế còn tim trái, nguyên nhân gây suy tim trái thì tương tự như vậy, các bạn phân tích nguyên nhân, các bạn xem nguyên nhân gì dẫn đến suy tim trái. Trong tim trái thì có van gì ạ? Van gì đấy? Van hai lá. Van hai lá, đúng không ạ? Van tổ chim, đúng không ạ? Như vậy tổn thương của van hai lá hoặc tổn thương của van tổ chim là những cái nguyên nhân có thể dẫn đến gì? Suy tim trái, đúng không nhỉ? Đúng không ạ? Hở van hai lá, đúng không ạ? Hở van động mạch chủ, đúng không? Như ta nãy ta không chuyện ta đã phân tích rồi, đúng không ạ? Gì nữa ạ? Những cái cản trở hậu gánh. Hậu gánh là hậu gánh đối với tâm gì đấy? Tâm thất trái. Thì đấy chính là cản trở ở đâu? Chính là ở động mạch chủ, đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Trường hợp làm sao? Tăng huyết áp như nãy ta nói, đúng không ạ? Hay là hẹp động mạch chủ, hay là có những cái khối u chèn ép ở vùng động mạch chủ này, đúng không ạ? Nhá. Thì đều là những cái mà làm tăng cái gì hậu gánh, đúng không ạ? Nhá. Đấy, hay là gì ạ? À, một số trường hợp mà có thể như nãy ta nói là gì? À, những bệnh lý mà thiếu máu ở phổi, đúng không ạ? Nhá. Làm cho thiếu máu ở phổi thì thường thường nguyên nhân là do suy tim phải, đúng không ạ? Cũng có thể dẫn đến là máu ở phổi thiếu, đúng không? Và khi máu ở phổi thiếu thì máu về tim trái cũng ít hơn, và đấy cũng là một cái nhóm nguyên nhân để làm dẫn đến gì? Suy tim trái. Có đúng không ạ? Nhá, đấy là tim trái nhá. Như vậy khi mà nói đến nhóm nguyên nhân gây bệnh thì ta nhóm thứ nhất đó là gì? Tại tim, đúng không? Và nhóm thứ hai ta nghĩ đến là nhóm tiền gánh, đúng không ạ? Và nhóm thứ ba là ta nhái nghĩ đến gì? Những cái nguyên nhân hậu gánh, đúng không ạ? Nhá, của cả tim phải và tim trái. Thế thì đấy là cái đầu tiên ta phân tích, đấy là về gì ạ? Đấy là ta nghiên cứu đầu tiên, đó là về cái nguyên nhân mà dẫn đến suy tim phải hay là suy tim trái. Tiếp tục ạ, ta sẽ nghiên cứu tiếp là biểu hiện
biểu hiện của suy tim phải là gì và biểu hiện của suy tim trái là gì, hậu quả của suy tim phải dẫn đến cái gì và hậu quả suy tim trái dẫn đến cái gì. Thế ta lại nhìn vào đây, ta phân tích. Suy tim phải thì là để hút máu từ cơ quan tổ chức về, đúng không? Và đưa máu lên trên phổi. Thế thì khi mà tim phải bị suy thì nó sẽ, hậu quả của nó sẽ dẫn đến thứ nhất là máu sẽ bị giữ ở toàn bộ các cái mạch máu vi tuần hoàn ở toàn thân, đúng không? Và không trở về tim được. Có đúng không ạ? Và cái thứ hai biểu hiện của tim phải là gì? Là đẩy máu lên trên phổi. Thế thì tim phải cũng không đẩy được máu lên trên phổi. Đấy là hai cái biểu hiện hậu quả của cái suy tim phải, đúng không? Thế còn suy tim trái hậu quả là gì? Hậu quả của suy tim trái thì lại là làm cho cái lưu lượng máu đến động mạch chủ sẽ giảm, bởi là thất trái sẽ giảm, không bơm máu về động mạch chủ được. Cả thất trái sẽ suy, đúng không ạ? Và không bơm máu về động mạch chủ nhiều được, nên là lại làm giảm máu đến động mạch chủ, đúng không ạ? Như vậy, tim phải suy thì giảm máu đến phổi, còn tim trái suy thì giảm máu đến động mạch chủ, đúng không? Tiếp theo này, tim trái thì hút máu từ trên phổi xuống, nên là trong suy tim trái thì máu sẽ bị trữ ở trên phổi rất nhiều, đúng không ạ? Như vậy, suy tim phải thì máu trữ ở ngoại vi, đúng không? Ở các cơ quan, đúng không ạ? Đầu, mặt, cổ, chân, tay, rồi các cơ quan, đúng không? Còn suy tim trái thì máu lại bị giữ ở đâu? Giữ ở trên phổi, đúng không ạ? Nha, thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Và từ đó ta đưa ra các cái biểu hiện bệnh lý của suy tim phải và suy tim trái. Như vậy, biểu hiện bệnh lý, biểu hiện trên lâm sàng của suy tim phải và suy tim trái như nãy cô nói, dù là suy tim phải hay suy tim trái thì nó đều có chung một biểu hiện là khó thở. Và người ta trên lâm sàng, người ta đánh giá mức độ suy tim, người ta dựa vào mức độ khó thở để đánh giá. Nhưng cơ chế khó thở của hai thằng thì hoàn toàn khác nhau. Ta phân tích cơ chế khó thở của suy tim trái. Nào, tại sao suy tim trái khó thở? Thì các bạn nhìn trên hình đây, tim trái bên này đây, đúng không? Thế thì tim trái khó thở, bị khó thở do suy tim trái, nguyên nhân là gì? Tim trái là nhận máu từ phổi, hút máu về nhĩ trái, đúng không? Có nghĩa là nó phải hút được máu từ trên phổi về nhĩ trái. Thế bây giờ tim trái bị suy thì tim trái không thể hút máu từ phổi để trả về nhĩ trái được, thì máu nó sẽ cứ tích ở đâu? Tim trái, máu cứ tích ở trên gì? Trên các cái vi tuần hoàn của phổi. Mà chúng ta nghiên cứu vi tuần hoàn, chúng ta biết là máu mà tích ở trên vi tuần hoàn của phổi có nghĩa là chủ yếu các tĩnh mạch phổi, đúng không ạ? Tĩnh mạch của vi tuần hoàn bị giữ rất là nhiều máu ở trên này. Và cái việc mà các cái mạch máu vi tuần hoàn chứa quá nhiều máu thì làm cho mạch máu nó giãn rộng ra. Và khi mạch máu nó giãn chứa căng máu thì nó sẽ chèn ép hết vào những cái môi trường xung quanh của mạch máu trên phổi, đó là các phế nang, đúng không ạ? Và khi phế nang bị chèn ép thì phổi sẽ không trao đổi được oxy với cả môi trường, với cơ quan với cả môi trường nữa, đúng không ạ? Và như vậy thì sẽ làm cho bệnh nhân có biểu hiện là gì? Khó thở vì kém trao đổi oxy, đúng không? Thế còn khó thở trong suy tim trái phải thì lại như thế nào? Vậy tim trái khó thở là do ứ trệ máu, thì tim phải khó thở là do cái gì? Thì người ta thấy tim phải lại làm cho máu lên phổi bị làm sao? Thiếu, đúng không? Thiếu máu trên phổi thì cũng không có cái gì để trao đổi oxy với cơ quan tổ chức, rất là ít, đúng không ạ? Nhá. Bởi vậy nên là nó gây ra khó thở. Như vậy cùng là biểu hiện khó thở, nhưng một thằng thì là do tích đọng máu ở phổi, nhưng một thằng lại do gì? Thiếu máu lên phổi. Thì các bạn ở trên lâm sàng phải phân biệt rõ hai cái nhóm nguyên nhân này, đúng không ạ? Nhá. Cái thứ hai, ta đi vào biểu hiện của tim trái trước đi nhá. Biểu hiện khó thở của tim trái thì ta đã phân tích rồi, đó là sự tích đọng máu ở trên phổi, đúng không ạ? Các tĩnh mạch phổi, tiểu tĩnh mạch phổi. Tiếp tục này, cái biểu hiện suy tim trái khi mà nó trở nên nặng nề hơn thì cái biểu hiện khó thở nó cũng nâng cấp ở mức độ nặng nề hơn.
điển hình cao hơn của cái việc khó thở trong suy tim trái, đó là biểu hiện của những cái cơn người ta gọi là cơn hen tim. Đây, cơn hen tim. Hen tim. Nặng hơn hen tim nữa là một cái biểu hiện, đó là phù phổi cấp. Phù phổi cấp. Thế ta sẽ phân biệt, ta sẽ giải thích cơ chế của cái cơn hen tim và phù phổi cấp trong suy tim trái. Các bạn lại nhìn vào cái hình này. Thế thì trong suy tim trái ta nói rằng là toàn bộ cái mạch máu ở phổi lúc này bị chứa rất là nhiều máu, do làm tim trái suy nên nhĩ trái không hút máu trở về nhĩ trái được. Máu bị giữ ở trên phổi quá nhiều và chèn ép vào các phế nang gây ra khó thở. Và nặng hơn nữa, bệnh nhân còn có biểu hiện hen tim, hay là nặng hơn hen tim, đó là những cơn phù phổi cấp. Thì thế nào gọi là hen tim? Thì sau này khi các bạn nghiên cứu về mô đun hô hấp, các bạn đã học mô đun hô hấp chưa ạ? Lớp mình đã được học mô đun hô hấp. Học rồi đúng không ạ? À, thế thì hen biểu hiện như thế nào ạ? Hen tim là cái gì? À, xin lỗi, hen phế quản là như thế nào? Nguyên nhân gây hen phế quản là gì? Bạn nào còn nhớ không? Chúng ta lại dở luôn mô đun tuần hoàn ra để chúng ta nghiên cứu. À, các cơ trơn của khí phế quản bị co thắt. À, do cơ trơn của khí phế quản bị co thắt. Đúng không ạ? Và nó làm cho bệnh nhân khó thở ở thì gì? Hít vào ạ. Hít vào hay là thở ra? Thở ra. Thở ra. Ừ, đúng không ạ? Nhá, thì đọc lại hô hấp nhá. Thế thì khi mà cái tổn thương trong hen đó thường thường là do một cái dị nguyên nào đó mà cơ thể bị dị ứng, đúng không ạ? Và khi cơ thể bị dị ứng với cả một cái tác nhân nào đó, với một dị nguyên nào đó, thì cái dị nguyên đó sẽ kích hoạt cái quá mẫn tuyến 1, cái tế bào mastocyte, đúng không ạ? Và nó tạo ra rất nhiều các chất trung gian hóa học, trong đó có những cái chất gây giãn mạch, đúng không ạ? Ví dụ như là histamine, vân vân. Và nó sẽ tác động vào bản thân là vị trí tại nơi mà phế quản là nơi mà có rất nhiều các tế bào mast. Và chính những cái chất đó nó tác động, nó làm co thắt toàn bộ cái cơ trơn của gì? Phế quản, đúng không ạ? Và nó gây ra tình trạng bệnh nhân khó thở trên lâm sàng. Thế thì trong suy tim trái cũng có những cái biểu hiện tương tự như vậy. Nhưng mà rõ ràng nguyên nhân không, bệnh nhân hoàn toàn không có tổn thương phổi, cũng không phải là bị hen nhá. Nhưng mà bệnh nhân cũng có một cái biểu hiện giống hệt hệt một cơn hen của phổi. Đó là gì? Lúc đó bệnh nhân rất là khó thở, phải ngồi dậy để thở. Đúng không ạ? Và rít rất là mạnh. Thế thì nguyên nhân tại sao? Đó là do ta phân tích như sau. Khi tim trái bị suy thì máu luôn luôn tồn tại ở tim trái mà không bị được hút hết về tim trái. À xin lỗi, máu luôn luôn tồn tại trên phổi, đúng không ạ? Và không được hút hết trở về tim trái. Thế thì lúc đó tim phải vẫn cứ nhúc nhắc hoạt động như nãy ta đã phân tích rồi. Thì cái độ suy của tim phải luôn đi sau tim trái mà. Nên là tim phải vẫn cứ bơm được máu và đẩy được máu lên trên phổi, đúng không? Thế thì giả sử như là trong một lúc mà bệnh nhân có một cái cơn xúc động này, hay là ban đêm bệnh nhân khi bị ho tăng lên này, vân vân, thì lúc đó chẳng may là tim phải vẫn bơm máu lên trên phổi nhiều vì nhịp tim nó tăng lên, đúng không ạ? Khi mà bệnh nhân ho, bệnh nhân gắng sức thì cái nhịp tim nó sẽ tăng lên. Thì khi nhịp tim tăng lên như vậy nhưng mà tim trái lại suy, nên là máu đẩy lên trên phổi nhiều nhưng máu rút đi thì lại rất là ít, đúng không ạ? Và điều đó làm cho một lượng máu quá lớn bị trữ ở toàn bộ các cái tiểu tĩnh mạch phổi. Và lúc này thì nó làm cho đa phần tất cả các mạch máu ở phổi bị chứa quá nhiều máu. Và nó gây ra chèn ép vào các phế nang. Và khi đó bệnh nhân cũng không trao đổi được oxy với cơ quan tổ chức. Và nó biểu hiện khó thở như một cái cơn hen của phổi. Nhưng thực chất đây là do suy tim trái. Bởi vậy sau này các bạn đi lâm sàng nhá. Gặp những bạn nào mà để mic, các bạn tắt mic phía các bạn đi ạ. Nên là khi mà chúng ta đi lâm sàng, chúng ta sẽ thấy là một bệnh nhân suy tim trái thì các bạn luôn luôn phải theo dõi cẩn thận cái tình trạng khó thở của bệnh nhân nhá, rất là quan trọng, đúng không ạ? Nhá. Và nặng hơn cái hen tim,
nó còn có biểu hiện nữa, đó là hiện tượng phù phổi cấp. Có nghĩa là cũng cái cơ chế biểu hiện giống cơn hen tim như vậy, là tim trái rất là suy độ 3, độ 4 rồi. Thế trong khi đấy thì tim phải vẫn còn có khả năng bơm, tim phải vẫn có khả năng bơm máu lên trên phổi nhá. Vẫn còn khả năng bơm máu lên trên phổi. Thế thì khi đó một lượng máu rất lớn, nếu bệnh nhân gắng sức này, bệnh nhân ho này, bệnh nhân xúc động đột ngột này nhá, thì vân vân, thì khi đó một lượng máu rất lớn được tim phải đẩy lên trên phổi, nhưng mà tim trái rút về quá chậm, thì nó sẽ dẫn đến là tất bộ toàn bộ các cái mạch máu ở cái tiểu tĩnh mạch ở phổi này nó giãn rộng ra hết mức. Mà các bạn biết rồi, khi máu dồn đến một cái mạch máu nào đó quá nhiều thì nó sẽ gây tăng cái áp lực gì ở mạch máu đó? Áp lực thủy tĩnh. Áp lực keo, áp lực thủy tĩnh hay là áp lực thẩm thấu? Khi máu dồn lên một mạch máu nào đó thì sẽ tăng áp lực gì ạ? Tăng áp lực thủy tĩnh. Vâng. Khi áp lực thủy tĩnh tăng lên thì sẽ gây ra gì? Đẩy nước từ trong lòng mạch ra gian bào. Mà gian bào của những cái mạch máu ở trên phổi này này chính là các phế nang. Thế là nước nó đổ hết vào các phế nang nhá. Và không những chỉ có nước mà mạch vi tuần hoàn ở đây do cái sự ứ trệ này, nó làm rối loạn chuyển hóa của các tế bào nội mô thành mạch. Như các bạn đã học bài vi tuần hoàn, các bạn nếu còn nhớ, thì sẽ thấy rằng là cái rối loạn của mạch máu vi tuần hoàn ở đây, nó sẽ làm cho tổn thương trao đổi oxy của tế bào nội mô thành mạch không còn bình thường nữa. Và nó sẽ làm cho cái tế bào nội mô bị phì đại và thoát huyết tương. Có nghĩa là toàn bộ các thành phần trong lòng mạch sẽ bị thoát hết vào phế nang, trong đó có cả hồng cầu. Nên là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân trên lâm sàng có những cái biểu hiện trào những cái bọt hồng lên ra ngoài. Nhá. Ở phổi chứa đầy nước, trào hết cả bọt hồng qua đường miệng, mũi, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm. Và cái đó người ta gọi là phù phổi cấp. Và người ta còn gọi đó là một cái chết đuối ở trên cạn. Nếu không cấp cứu kịp thời thì toàn bộ các phế nang sẽ chứa đầy nước, và nó sẽ tranh chấp, nó làm cho không oxy không trao đổi được, và bệnh nhân sẽ tử vong. Và người ta gọi đó là chết đuối, đúng không ạ? Ở trên cạn. Bởi vì sao chết đuối là gì? Nước nó tràn vào phế nang và bệnh nhân không trao đổi được oxy, nên là người đó bị tử vong. Thì với phù phổi cấp, bệnh nhân hoàn toàn chẳng bị ai dí xuống nước cả, nhưng mà các phế nang chứa đầy nước, thì đấy là cơ chế mà do cô vừa phân tích xong nhá. Thì đấy là biểu hiện nặng nhất mà trong suy tim trái, bất kể lúc nào cũng, mặc giai đoạn cuối, lúc nào cũng có thể gặp. Bởi vậy khi mà các bạn đi lâm sàng, mà trực lâm sàng những cái bệnh nhân mà suy tim trái độ 4 nhá, suy tim trái độ cuối rồi, bệnh nhân thường xuyên khó thở ban đêm rồi, lúc nào cũng có khó thở rồi, thì hết sức là chú ý về ban đêm, là những cái cơn có thể là gây ra gì ạ? Phù phổi cấp ngay cho bệnh nhân, đúng không ạ nhá. Thì đấy là cái biểu hiện đầu tiên của tim trái, đó là biểu hiện về phổi. Thì ta đã phân tích triệu chứng khó thở, đúng không ạ? Tiếp theo này, đấy là ta đặt với nói về cái chức năng đầu tiên là chức năng hút máu từ phổi xuống, đúng không? Chức năng thứ hai là chức năng gì? Máu sẽ bơm xuống gì? Toàn bộ các cái cơ quan phía dưới, đúng không ạ? Vào động mạch chủ. Như vậy thì khi mà suy tim trái, máu bơm vào động mạch ít, thì về cơ bản nếu đúng lý thuyết thì huyết áp của bệnh nhân sẽ phải tụt hay là tăng. Máu về mạch ít, huyết áp tụt ạ. Huyết áp sẽ phải giảm xuống, đúng không? Vì huyết áp thì bằng cung lượng tim nhân sức cả lượng loại vi, mà bây giờ tim bơm máu vào động mạch càng suy thì bơm máu càng ít, đúng không? Thì lẽ ra huyết áp phải giảm. Nên về lý thuyết ở đây cô vẫn ghi theo đúng lý thuyết nhá. Các bạn hãy chú ý đoạn này này. Đúng lý thuyết thì cô vẫn ghi là huyết áp của bệnh nhân giảm. Đâu rồi? Suy tim trái đâu rồi? Đây. Huyết áp của bệnh nhân sẽ giảm nhá. Nhưng trên thực tế, tôi đố bạn nào tìm được một bệnh nhân suy tim mà lại có huyết áp giảm. Đó. Thế cái đấy là một cái mà chúng ta sẽ thấy. Thì người ta lại thấy rằng là nếu trong thực tế lâm sàng các bạn gặp ở bệnh nhân, thì thường thường những bệnh nhân suy tim lại thường đi cùng với tăng huyết áp. Bởi trong suy tim thì do là máu từ tâm thất trái, suy tim trái, máu từ tâm thất trái bơm về các cái cơ quan bị thiếu. Gan thiếu máu, thận thiếu máu,
các cơ quan đều thiếu máu. Đó, các bạn nhìn này, các cơ quan đều thiếu máu nhá. Thế thì khi các cơ quan đều thiếu máu thì sẽ dẫn đến một cái nơi mà quan trọng trong việc ổn định huyết áp của cơ thể, đó là thận. Thì sau này khi vào bài thận ta sẽ nhắc cái điều này. Đó là khi thận bị thiếu máu thì cái tổ chức, những cái tế bào cạnh cầu thận ấy, sẽ tiết ra một cái hormone có tên là renin. Và cái renin này nó sẽ kích hoạt vào một cái chất có tên là angiotensinogen nhá. Này, tôi sẽ ghi rõ cái này ra để các bạn hình dung. Khi cầu thận thiếu máu thì thận sẽ tăng tiết renin. Đó, và cái renin này sẽ tác động vào một cái chất có tên là angiotensinogen. Khi nào các bạn vào bài thận thì tôi sẽ nhắc cái này kỹ hơn. Và nó hoạt hóa cái angiotensinogen này thành angiotensin 1. Rồi nó hoạt hóa tiếp angiotensin 1 trở thành angiotensin 2. Và angiotensin 2 là một cái chất co mạch và gây tăng huyết áp. Nên tim trái càng suy thì máu đến động mạch chủ càng ít, đến thận càng ít. Máu đến thận càng ít, thận càng tiết renin và huyết áp bệnh nhân càng tăng cao. Nên trên thực tế lâm sàng, mặc dù đúng cơ chế biểu hiện thì là gì, cung lượng tim giảm thì huyết áp phải tăng, nhưng trong suy tim trái thì ta lại thấy rằng huyết áp lại cung lượng tim giảm thì huyết áp phải giảm, đúng không ạ? Nhưng trong suy tim trái thì ta lại thấy là gì, huyết áp bệnh nhân luôn luôn tăng. Đấy, các bạn lưu ý như vậy nhá. Gì nữa, đấy là máu đến cơ quan kém. Một biểu hiện nữa của suy tim trái đó là biểu hiện ở nước tiểu. Máu đến thận kém thì đương nhiên là thận lọc máu ít, đúng không? Nên là ít nước tiểu, bệnh nhân sẽ có thể bị thiểu niệu hoặc là vô niệu. Máu đến cơ quan kém, chân tay, đầu mặt cổ máu đến kém, bệnh nhân biểu hiện bằng một cái thiếu máu trên lâm sàng. Đúng không ạ? Nhá. Như vậy sau này khi các bạn học bài về, chuẩn bị các bạn học bài về máu, các bạn sẽ thấy là bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu, nhưng mà lại không phải là tại cái cơ quan tại máu, tạo máu, cũng chẳng phải do thiếu nguyên liệu, sau này các bạn học các bạn sẽ biết, mà lại là do gì? Do suy tim. Đó. Thế thì các bạn có cho bệnh nhân uống thuốc bổ máu thoải mái thì bệnh nhân cũng không cải thiện được tình trạng thiếu máu. Các bạn chỉ có thể làm gì? Xử lý được toàn bộ cái tổn thương của cái tim trái này, thì lúc đó bệnh nhân mới đủ máu nuôi dưỡng cơ thể mới đảm bảo nhìn không bị thiếu máu nữa. Đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta lưu ý nhé. Đấy là tim trái. Và bên cạnh đó, máu đến các cơ quan thiếu thì nó sẽ gây ảnh hưởng, tổn thương chính các cái cơ quan đó. Đúng không ạ? Nhá. Thế đấy là gì ạ? Đấy là về suy tim trái. Thế còn suy tim phải thì sao? Ngược lại với suy tim trái thì suy tim phải thì máu lên phổi kém nên bệnh nhân khó thở, đúng không ạ? Nhá. Nhưng mà đấy là do máu lên phổi kém, còn suy tim trái thì khó thở lại là do gì? Ứ trệ máu. Ngược cái thứ hai là gì? Tim phải làm nhiệm vụ là hút máu từ các cơ quan tổ chức về. Nên khi tim phải bị suy thì máu không hút về được. Đúng không? Máu không hút về được thì máu bị giữ ở đâu? Giữ ở lại toàn bộ các cái cơ quan trong cơ thể, đúng không nhỉ? Mà cái rõ nhìn nhất gan ứ máu các bạn phải siêu âm, các bạn phải khám trên lâm sàng, đo cái diện đục của gan để các bạn xem à, như vậy là gan nó sẽ to bao nhiêu cm dưới bờ sườn, và để chúng ta khẳng định là bệnh nhân này gan bị to. Đấy là gan ứ máu. Thận ứ máu thì lại làm cho trao đổi oxy của các cái tế bào nội mô trong cái mao mạch của thận không được trao đổi được vì nó ứ trệ máu, nên nó cũng gây ra giảm nước tiểu, đúng không ạ? Như vậy thì cùng là giảm nước tiểu trong suy tim, nhưng mà suy tim phải là do máu ứ trệ không lưu thông được, gây ra không lọc được máu của thận nên thận sẽ gây ra giảm nước tiểu. Nhưng mà suy tim trái cũng gây giảm nước tiểu, nhưng mà đó là do lượng máu đến tim làm sao kém hơn bình thường. Đấy, chúng ta hình dung như vậy để chúng ta biết rằng là như vậy nó có sự khác nhau nhá. Tiếp theo là gì ạ? Tim phải ứ máu ở các cơ quan tổ chức. Nha. Và khi nó ứ máu ở các cơ quan tổ chức thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là chân tay bệnh nhân bị phù, nhưng mà phù là phù màu tím,
Tại sao lại phù? Thì các bạn biết rồi, khi máu từ trong tim trái cứ bơm, tim trái này vẫn còn hoạt động được đúng không ạ, vẫn còn bơm máu xuống được các cơ quan đúng không nhỉ, thì máu nó cứ tích tụ ở các cái mạch máu vi tuần hoàn. Nhưng mà tim phải bị suy, không hút máu trở về được, nên máu nó càng giữ lại ở tất cả. Sau khi máu đỏ tươi của cái tim trái bơm đến trao đổi oxy với cơ quan tổ chức xong, thì phải máu giàu CO2 lúc đó sẽ phải theo tim phải để trở về tim. Nhưng mà vì là do tim phải bị suy ứ trệ nên là máu nó sẽ lưu giữ, nó sẽ bị giữ hết toàn bộ lại ở chân, ở tay, ở tất cả các cơ quan của cơ thể. Và như vậy là khi nó bị ứ trệ máu như thế thì cái lưu thông máu của thành mạch bị tổn thương, tế bào nội mô cũng bị tổn thương và lại làm thoát huyết tương. Và thoát huyết tương lúc này thì cái hồng cầu mà gắn với CO2 nhá, là có màu tím đúng không ạ, nó bị thoát từ trong lòng mạch ra ngoài gian bào. Và cái hiện tượng phù đó nó gây ra màu tím trên lâm sàng và người ta gọi là phù tím. Đó. Cái đặc trưng nhất của phù trong suy tim đó là phù tím. Toàn bộ môi này, rồi da, rồi chân tay bệnh nhân tím ngắt, phù tím nhá. Đấy là những cái dấu hiệu rất điển hình mà nhìn chúng ta phân biệt được ngay ở bệnh nhân là bị phù do tim chứ không phải là phù do thận. Đó, thì đấy là cái mà lưu ý nhá. Như vậy thì trong suy tim phải thì bệnh nhân phù tím toàn bộ cơ thể là do ứ máu ở các mạch ngoại vi của cơ thể. Thì trong suy tim trái máu lại ứ ở đâu? Ở phổi. Đúng ạ, còn ở toàn bộ các cơ quan thì lại bị làm sao? Màu trắng bệch ra, thiếu máu, đúng không ạ nhá. Thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý trong cái bài suy tim, đúng chưa ạ? Đấy là ta đã vừa phân tích với nhau về suy tim phải và suy tim trái. Các bạn có hiểu về suy tim này không ạ? Có. Vâng, thế chúng ta nếu như hiểu thì khi mà chúng ta học nhá, thì các bạn chú ý giúp cô là bây giờ nói thì các bạn rất hình dung dễ. Nhưng mà sau này khi mà vào bài thi bắt đầu là đầu tiên là phục vụ thi, sau đó là phục vụ kiến thức cho các bạn sau này để là làm lâm sàng. Đúng không ạ? Đi học trên lâm sàng cũng như là sau này các bạn hành nghề. Thế thì cái việc mà các bạn đầu tiên ấy, các bạn để phục vụ thi các bạn rất hay nhầm và sau này cũng thế thôi. Thì muốn bắt đầu là triệu chứng của suy tim phải hay triệu chứng của suy tim trái là các bạn nhầm lung tung hết cả lên, hay là biểu hiện cũng như vậy. Thế thì muốn hiểu rõ thì các bạn vẽ cái hình ra cho cô, và vẽ hình thì các bạn chú thích cùng đó là ví dụ tim phải có van gì này, đúng không ạ, và những cái động mạch gì luôn đến tim phải này, đúng không ạ, hay tim trái thì gồm có những cái van gì, những cái động mạch gì, và từ đó chúng ta bắt đầu phân tích cái nhóm nguyên nhân tiền tăng tiền gánh này, tăng hậu gánh như thế nào này, đúng không ạ, và nguyên nhân tại cái buồng tim đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái cơ chế. Đồng thời khi mà phân tích cái biểu hiện thì các bạn cũng phân tích như cô vừa nãy phân tích cho các bạn ấy, đúng không ạ, tim phải thì có nhiệm vụ gì, nhĩ phải làm nhiệm vụ gì, thất phải làm nhiệm vụ gì, khi nó suy thì nó sẽ không làm được nhiệm vụ đó, đúng không nhỉ. Từ đó thì chúng ta sẽ suy luận ra các cái triệu chứng trên lâm sàng. Thì đấy là toàn bộ cái phân tích về cái suy tim mà hôm nay cô muốn giới thiệu đến các bạn. Cái phần thứ hai chúng ta nghiên cứu đó là phần suy tuần hoàn do mạch. Thế thì trong phần suy tuần hoàn do mạch thì chúng ta nghiên cứu ba cái nhóm bệnh. Thứ nhất là xơ vữa động mạch, thứ hai là tăng huyết áp, và thứ ba đó là hạ huyết áp. Xơ vữa động mạch. Tại giờ khi mà ta nói đến tổn thương do mạch ở đây là những cái cản trở trên mạch máu mà dẫn đến cái việc nuôi dưỡng các cái cơ quan bị cản trở, đúng không, thì người ta gọi là suy nhá, cũng như là định nghĩa suy tim ý, đúng không ạ. Thì mạch cũng có nhiệm vụ là co bóp để đẩy máu đi nuôi cơ thể, đúng không nhỉ. Thế thì khi mà có những cái cản trở mạch máu như thế này nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng mà nguy hiểm, cản trở cái sự